MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tin có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Đại Đạo Trận Pháp tập 37. Lỡ như gặp phải cường địch, mình cũng có thể ra tay giúp đỡ một chút. Hiện tại là mùng 3, còn 6 ngày nữa là tới mùng 9. Mặc Hòa suy nghĩ nói, thời gian 6 ngày, miễn cưỡng đủ cho mình học một môn pháp thuật. Môn pháp thuật này, không cần sát phạt. Bởi vì linh lực của mình yếu, ngoại trừ hỏa cầu thuật, những pháp thuật lợi hại khác đoán chừng cũng không học được, cho dù học, uy lực cũng rất thấp. Vậy thì học một môn khống chế. Pháp thuật khống chế. Ánh mắt Mặc Hòa sáng lên, thủy lao thuật nhị phẩm. Thủy lao thuật vẫn dùng rất tốt. Nhất là dùng để vây khốn địch nhân, đánh gãy công kích, khắc chế những tu sĩ thân pháp cực tốt, cơ bản một khắc một chuẩn. Chỉ là lúc trước hắn chỉ có bí tịch thủy lao thuật nhất phẩm, luyện khí kỳ dùng tương đối nhiều. Sau khi tấn thăng trúc cơ, hiệu quả của môn pháp thuật này giảm đi, dùng được cũng ít đi. Mà bí tịch pháp thuật nhị phẩm, hắn lại không tìm được. Đây chính là quấn cảnh của tán tu truyền thừa bạc nhược. Mặc Hòa cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại, tiến vào Thái Hư môn liền lại không giống. Thái Hư môn truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, góp nhặt rất nhiều đạo pháp trong thiên hạ. Trong công huân, hẳn là sẽ có thủy lao thuật nhị phẩm. Trong lòng Mặc Hòa hơi vui mừng, thần thức lập tức chìm vào Thái Hư lệnh, lật đi lật lại trong công huân, thời gian qua một chén trà nhỏ, quả nhiên tìm được pháp quyết thủy lao thuật. Hơn nữa, còn là một bộ trọn vẹn. Nhất phẩm đến tứ phẩm, bí tịch đạo pháp thủy lao thuật hoàn chỉnh. Phía dưới lại còn có một chút ghi chú. Thủy lao thuật, pháp thuật hiếm có. Từng là tuyệt học của thủy ngục môn, không được truyền ra ngoài. Mùa đông 19080 năm của đạo lịch, thủy ngục môn toàn tông nhập ma, bị đạo đình chấn áp, sau khi hủy diệt, thủy lao thuật truyền ra, giải khắp thiên hạ, nhưng pháp quyết có nhiều thiếu sót. Đạo lịch 19900 năm, thuật kinh này được Dịch Chân Nhân chỉnh lý thành sách, thu nhận sử dụng tại Thái Hư môn. Phía sau còn có một câu bình luận. Thủy lao thuật công dụng hiếm thấy, dễ học khó tin, cẩn thận chọn. Mặc Hòa sau khi nhìn, có chút kinh ngạc. Thủy lao thuật này, không ngờ vẫn còn có chút lai lịch. Thủy ngục môn, là tông môn gì? Làm sao lại toàn tông nhập ma? Còn có Dịch Chân Nhân này, là ai? Mặc Hòa suy nghĩ một chút, cũng không để ý lắm. Tu giới lớn như vậy, tông môn cùng tu sĩ có lai lịch nhiều như vậy, hắn làm sao có thời gian, từng cái đi truy đến cùng. Có học là được rồi. Mặc Hòa nhìn vào công huân huy, phát hiện thủy lao thuật hoàn chỉnh từ nhất phẩm đến tứ phẩm, tổng cộng cần hơn 10000 công huân. Mặc Hòa hít vào một ngụm khí lạnh. Quá đắt. Bán hắn cũng mua không nổi. Mặc Hòa lại nhìn kỹ một chút, lúc này mới phát hiện môn pháp thuật này là có thể mở ra mua. Nhất phẩm đến nhị phẩm, chỉ cần 260 công huân. Cao phẩm tài quý, tam phẩm cần hơn 2000, tứ phẩm cần hơn 8000. Mặc Hòa nhẹ nhàng thở ra, may mà ta chỉ cần mua nhị phẩm là được. Nhưng hắn nghĩ lại, công huân nhị phẩm 260 cũng căn bản không rẻ. Hiện tại hắn tổng cộng cũng chỉ có 270 công huân. Đây là hắn cực khổ nhận nhiều giải thưởng như vậy, vẽ gần 100 bộ trận pháp, tích lũy lâu như vậy mới gom ra được. Mặc Hòa có chút xoắn xuýt, lật qua lật lại trong lòng, so sánh thật lâu, lúc này mới hạ quyết tâm. Công huân chính là để dùng. Không dùng, mình kiếm lời làm gì? Nhưng mà chi phí 1-2 bộ thập lục văn trận pháp. Môn thủy lao thuật này, nếu như học được thấu triệt, luyện được thuần thục, toàn bộ trúc cơ kỳ đều có thể được lợi. Mua. Mặc Hòa cắn răng quyết định nói. Sau đó hắn vung tay nhỏ, công huân tân tân khổ khổ kiếm được, soạt một cái liền biến mất. Mặc Hòa đau lòng không cách nào hô hấp. Nhưng nghĩ đến mình có pháp thuật mới học, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Việc này không nên chậm trễ, Mặc Hòa lập tức chạy đến công huân các, đổi quyển thủy lao thuật mình vừa mua. Tiếp đãi Mặc Hòa vẫn là vị trưởng lão công huân kia. Hắn nhìn bí tịch thủy lao thuật hơi kinh ngạc nói. Không phải ngươi nói muốn tích lũy công huân học trận pháp sao? Sao tích lũy lâu như vậy lại đổi lấy bản bí tịch pháp thuật? Hơn nữa, còn là thủy lao thuật cổ quái này. Mặc Hòa nói, đoạt đao cũng không làm mất công đốn củi. Ta học được pháp thuật, mới có thể, hỗn, nhiệm vụ, kiếm càng nhiều công huân. Sau đó lại đi đổi càng nhiều trận pháp. Hỗn nhiệm vụ, công huân trưởng lão sừng sốt. Mặc Hòa có chút chột dạ nói, ta nói sai rồi, là nhận nhiệm vụ. Công huân trưởng lão lắc đầu, có chút hồ đồ.
Tiểu oa tử này, sao lại kỳ quái như vậy? Học loại pháp thuật xảo trá này, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nhưng Mặc Hòa đã muốn đổi, hắn cũng không nói được cái gì, bản thân cái này cũng phù hợp quy củ của Thái Hư Môn, chỉ cần có Công Huân, muốn đổi cái gì liền đổi cái đó, hắn cũng không can thiệp được. Công Huân trưởng lão đưa bí tịch Thủy Lao Thuật nhị phẩm cho Mặc Hòa. Mặc Hòa tiếp nhận bí tịch, mặt mày hớn hở chạy đi, lưu lại Công Huân trưởng lão vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Mặc Hòa trở lại đệ tử cư, không kịp chờ đợi mở ra bí tịch Thủy Lao Thuật. Phần bí tịch này là nhị phẩm. Nhưng bởi vì đệ tử Thái Hư Môn đều là từ cảnh giới trúc cơ bắt đầu nhập học, cho nên bí tịch nhị phẩm bên trong cũng phụ tặng pháp quyết nhất phẩm. Mua một tặng một, Mặc Hòa gật gật đầu, cảm thấy không lỗ. Vì để kiếm thêm một chút lợi nhuận, Mặc Hòa lại lật lại Thủy Lao Thuật nhất phẩm từ đầu tới đuôi một lần, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, môn Thủy Lao Thuật nhất phẩm này lại có rất nhiều điểm khác biệt so với bí tịch Thủy Lao Thuật mà mình lấy được. Pháp quyết càng đầy đủ, quan khiếu càng phức tạp, linh lực lưu chuyển từ trong kinh mạch, độ khó cũng lớn hơn. Mặc Hòa nhớ tới lai lịch của Công Huân Thượng Thủy Lao Thuật, trong lòng tỉnh ngộ. Bí tịch Thủy Lao Thuật nhất phẩm của mình trước đây là do cướp từ tội tu từ Đại Hắc Sơn, là truyền thừa sau khi Thủy Ngục Môn bị diệt, sói mòn bên ngoài, có thiếu sót. Mà Thái Hư Môn thu nhận sử dụng pháp quyết mà vị dịch chân nhân kia đã sửa sang lại, đây mới là truyền thừa Thủy Lao Thuật chính thống. Vị dịch chân nhân này thật là người tốt. Mặc Hòa cho dịch chân nhân, cũng dán cái nhãn, người tốt. Sau đó Mặc Hòa liền bắt đầu ôn tập, tra lậu bổ sung, tái tạo Thủy Lao Thuật nhất phẩm của mình, đồng thời ở trên cơ sở này nghiên cứu cũng không ngừng luyện tập Thủy Lao Thuật nhị phẩm chính thống. Thủy Lao Thuật chính thống, chú ý lấy, thủy, ngưng hình, họa địa vi lao. Thủy Lao Thuật trước đó của Mặc Hòa chỉ có thể đơn giản, trói buộc. Nhưng Thủy Lao Thuật chính thống, càng giống như là một loại, nọc trói buộc. Thậm chí linh lực thủy thuộc tính sẽ ăn mòn kinh mạch, tạo thành đau đớn. Lực sát thương không lớn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác khó chịu như, ngạt thở. Giống như một, thủy lao, thật sự. Bất luận là, giam cầm, hay là, nghẹt thở, hiệu quả của pháp thuật đều cao hơn trước một bậc. Bởi vì Thủy Lao Thuật nhất phẩm của Mặc Hòa dùng được cực kỳ thuần thục, ở trên cơ sở này, ưu hóa pháp thuật, cũng là pháp thuật thăng phẩm, liền làm ít công to. Mà Thủy Lao Thuật mặc dù hiếm thấy, lại tu luyện rất khó. Nhưng thần thức của Mặc Hòa cường đại mà nhạy cảm, cho nên học cũng không quá cố sức. 5-6 ngày sau, Mặc Hòa học nhị phẩm Thủy Lao Thuật, liền dùng rất ra dáng. Hắn thử hiệu quả, cảm thấy khá hài lòng. Người quý tự mình hiểu lấy. Đối với định vị của mình phải rõ ràng. Nếu sát phạt không được, vậy thì học chút Thủy Lao Thuật, ghê tởm buồn nôn người ta cũng là tốt. Coi như là cống hiến vì hoàn thành nhiệm vụ. Đến mùng 9, Mặc Hòa liền thu dọn đồ đạc, khởi hành xuất phát, đi tới một chỗ chân núi của núi Thái Hư, đi gặp mặt mấy đồng đội. Thái Hư Môn có tuần hưu, mỗi tuần hưu có 2 ngày nghỉ. Tuần hưu mỗi tháng thượng tuần, chính là 2 ngày mùng 9 ngày 10 này. 2 ngày này, đệ tử có thể tự do an bài, chỉ cần không làm sằng làm bậy là được, tông môn cũng không áp đặt hạn chế. Tuần hưu trước đó, Mặc Hòa đều là một mình ở trong đệ tử cư luyện trận pháp. Đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài. Mặc Hòa mặc đạo bào Thái Hư Môn, ra khỏi Thái Hư Môn, dựa theo thời gian ước định đến một chỗ chân núi hướng Tây Nam. Bên cạnh chân núi có một tảng đá lớn, rất dễ thấy. Mặc Hòa đi đến chân núi, liền thấy dưới tảng đá lớn đã có 2 tu sĩ, hơn nữa đều là nữ tử. Một người mặc đạo bào Thái Hư Môn, dáng người cao gầy, dịu dàng xinh đẹp. Một người khác mặc đạo bào kim hồng nhạt, gấm vóc thêu hoa, quần áo hoa lệ, dung nhan xinh đẹp, xem ra không phải là Thái Hư Môn. Hai người đều có tu vi trúc cơ, hơn nữa còn lớn hơn so với Mặc Hòa một chút. Mặc Hòa liền chào hỏi, chào sư tỷ. Hai nữ tử có chút kinh ngạc, nhưng thấy Mặc Hòa mặt mày như vẽ, làn da trắng nõn, ánh mắt trong suốt, còn mặc đạo bào Thái Hư Môn huyền bạch đan dệt, cũng đều mỉm cười nói. Chào tiểu sư đệ. Nhưng dù sao cũng tương đối xa lạ, nên không nói thêm gì nữa. Mặc Hòa liền nhu thuận chờ ở một bên. Hai vị sư tỷ kinh ngạc nhìn Mặc Hòa một cái, cho rằng Mặc Hòa đang đợi người liền cũng không nói gì, cũng yên lặng chờ. Một lát sau, lại có một tu sĩ đi tới. Là một nam tử, người mặc một thân đạo bào màu vàng đỏ, thêu sơn văn, khí tức hùng hậu, cao lớn tuấn lãng. Hắn đi thẳng tới, khí chất ôn nhuận, chào hỏi. Chào hai vị sư muội. Hai nữ tu cũng nói, chào Phong sư huynh. Nam tử nhìn chung quanh một lần, sau đó hỏi, người đến rồi sao? Nữ tử dịu dàng mặc đạo bào Thái Hư Môn khẽ nhíu mày, nói tập hợp ở chỗ này, còn không gặp người.
chắc sẽ không lỡ hẹn đâu. Nhận nhiệm vụ, chính là định linh khế, chắc là sẽ không. Người nọ trận pháp như thế nào? Còn chưa rõ lắm, nhưng ít ra là trận sư nhất phẩm, ta thấy hắn nhận rất nhiều giải thưởng trận pháp nhất phẩm, nghĩ hẳn cho dù không biết trận pháp nhị phẩm, trận pháp nhất phẩm hẳn là cực kỳ thuần thục. Chỉ có nhất phẩm, sợ là không đủ, nữ tử xinh đẹp nói. Nữ tử dịu dàng thở dài nói. Trận sư bình thường đều chỉ nhận nhiệm vụ trận pháp, loại này muốn ra ngoài, muốn truy bắt tội tu, có chút việc nguy hiểm, bọn họ bình thường là sẽ không nhận. Ta đợi mấy ngày, mới có một nhất phẩm trận sư nguyện ý nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, công huân chúng ta phân cũng không tính là nhiều. Nam tử bất đắc dĩ, đúng vậy, chỉ có hơn 100 điểm. Chút công huân này, trận sư nhị phẩm vẽ mấy bộ trận pháp là kiếm được, còn không cần ra ngoài, không cần bôn ba, càng không cần mạo hiểm. Chỉ là không biết người này có đáng tin cậy hay không. Nhất phẩm, đoán chừng rất khó đáng tin cậy. Chịu đựng một chút đi, chuyện cho tới bây giờ cũng không có lựa chọn. Vậy chờ một chút đi, nam tử mặc đạo bào vàng dòng thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nói. Thời gian không còn sớm, không biết trận sư kia lúc nào mới đến. Ta đến rồi. Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Ba người đều sửng sốt, quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy một tiểu tu sĩ khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, không vui nói. Ta đã đến từ sớm. Còn nghe thấy các ngươi ở sau lưng nói xấu ta. Ba người đều vẻ mặt kinh ngạc, nữ tử dịu dàng kia kinh ngạc nói, ngươi là. Mặc Họa nói, ta là Mặc Họa. Nam tử hơi giật mình, Mặc Họa. Nữ tử dịu dàng cười khổ nói, là tên của trận sư nhận nhiệm vụ, nhưng ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới, lại là một tiểu sư đệ như vậy. Trúc cơ sơ kỳ, tu vi thấp kém, hơn nữa vẻ mặt ngây thơ, xem ra vẫn là mới nhập môn không lâu. Giọng nói của nam tử ôn hòa, hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là, mới nhập môn. Mặc Hòa gật đầu. Nam tử có chút giật mình, liền hỏi nữ tử dịu dàng kia, thái hư môn các ngươi sửa lại quy củ. Mới vừa nhập môn cũng có thể nhận nhiệm vụ. Nữ tử dịu dàng nghi hoặc nói, chưa nghe nói sửa nha. Vậy hắn làm. Ba người đều nhìn về phía Mặc Họa. Mặc Họa nói, là Tuân lão tiên sinh bảo ta nhận nhiệm vụ. Mặc Họa lại bày Tuân lão tiên sinh ra. Nhưng hắn không nói, Tuân lão tiên sinh bảo hắn tiếp nhận những nhiệm vụ nhập môn, dọn quét bậc thang, nhìn sơn môn, vẽ trận pháp kia, không để hắn đi theo loại nhiệm vụ truy lùng tội tu này, tương đối nguy hiểm. Tuân lão tiên sinh, nam tử có chút kinh ngạc, ngược lại nữ tử dịu dàng xuất thân thái hư môn lại có chút giật mình. Thế mà lại là Tuân lão tiên sinh. Khó trách, Tuân lão tiên sinh nguyện ý đi cửa sau cho tiểu sư đệ này, sớm mở ra quyền hạn thái hư lệnh, vậy nói rõ đứa nhỏ này lai lịch khẳng định không đơn giản. Ít nhất là có quan hệ không cạn với Tuân lão tiên sinh. Chuyện này không tiện hỏi kỹ. Nhưng mà, nữ tử dịu dàng có chút khó xử. Sư đệ nhỏ như vậy, tu vi lại thấp, căn cơ lại mỏng, kinh nghiệm lại cạn, coi như biết chút trận pháp. Làm sao dẫn hắn đi làm loại nhiệm vụ nguy hiểm này? Huống chi, hắn thật sự biết trận pháp sao? Nữ tử dịu dàng chậm rãi hỏi, sư đệ, ngươi biết trận pháp? Mặc Hòa thấy bọn họ tựa hồ không muốn mang mình chơi, biết phải dựa vào mình biểu hiện ra một chút bản lãnh, tranh thủ một chút cơ hội, liền sửa lại. Không phải, biết, là, am hiểu. Ba người khác đều bối rối. Tu sĩ lớn một chút, liền dám nói mình am hiểu trận pháp. Mặc Họa nói, nếu không tin, các ngươi kiểm tra ta một chút. Tốt nhất là lấy loại đó rất khó, ta chưa từng học trận pháp để thử ta. Nam tử mặc đạo bào vàng đỏ cân nhắc một chút, gật gật đầu, được, ta thử kiểm tra ngươi một chút. Mặc Họa vẻ mặt chờ mong, nhưng sau đó hắn lại thất vọng. Nam tử đạo bào màu vàng kiểm tra hắn. Chỉ là một ít tri thức đối với Mặc Họa mà nói, cực kỳ đơn giản về nhất phẩm trận pháp, ngẫu nhiên đề cập nhị phẩm trận pháp, nhưng cũng chỉ là da lông, căn bản không thể hiện ra mình lợi hại bao nhiêu, cũng miễn phí, không đến trận pháp mới. Mặc Họa không cần tốn nhiều sức, trả lời vấn đề của nam tử, thấy nam tử kia không nói lời nào, lại hỏi. Còn khó hơn nữa sao? Hoặc là, ngươi tìm một trận pháp rất khó để thử ta. Nam tử sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có thể kiểm tra những thứ này của ngươi. Hắn là chủ tu kiếm quyết, loại vật như trận pháp này, cũng không tính tinh thông, này thường học một ít, chỉ là ứng phó tông môn khảo hạch một chút, cũng không có tốn quá nhiều tâm tư. Nhưng Mặc Họa có thể trải qua khảo nghiệm của hắn, ít nhất nói rõ, trận pháp cơ sở vẫn tương đối vững chắc.
Mà lần này bọn họ cũng thật sự cần có một trận sư. Nam tử nói, được rồi, ta dẫn ngươi đi thử một chút. Mặc Hòa trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp nói gì, liền nghe sư tỷ dung mạo dịu dàng lắc đầu nói. Không được. Mặc Hòa ngẩn ra. Quá nguy hiểm, vì sư tỷ dịu dàng kia nói với Mặc Hòa, tuy nói với tu vi của chúng ta, truy bắt tội tu lần này không tính là khó giải quyết, nhưng tu giới khó lường, khó tránh khỏi sẽ có biến số, một khi phát sinh biến cố, chúng ta có khả năng không bảo vệ được ngươi. Nàng chậm rãi nói, khuyên Mặc Hòa. Sư đệ, ngươi nghe lời sư tỷ, trở về tông môn hảo hảo tu luyện, chờ ngươi lớn hơn một chút, lại đi chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm này. Vì sư tỷ này cũng là người tốt. Mặc Hòa thầm nói trong lòng. Nhưng nhiệm vụ của hắn nhất định phải lăn lộn theo. Hắn đã tốn hơn 200 công huân đổi pháp quyết thủy lao thuận nhị phẩm, không hồi máu, thật sự thiệt thòi lớn rồi. Chuyến này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Mặc Hòa suy nghĩ một chút, đôi mắt hơi sáng lên, nói. Nếu ta không đi, các ngươi không phải sẽ thiếu một trận sư sao? Ta sẽ tìm người khác, nữ tử dịu dàng nói. Sư tỷ, ngươi vừa mới nói không có người tiếp nhận nhiệm vụ, ta đều nghe được. Nữ tử dịu dàng cứng lại. Yên tâm đi, Mặc Hòa nói, ta biết thuật ẩn nấp, có thể tự bảo vệ mình. Ẩn nấp. Nữ tử dịu dàng suy nghĩ một chút, vẫn là không quá yên tâm, trong lòng do dự. Ngay vào lúc này, lại có một nam tử từ đằng xa đi tới, vẻ mặt áy náy, xin lỗi, ta tới muộn. Sau đó hắn chào hỏi từng người một. Phong sư huynh, thiền sư muội, Mộ Dung sư tỷ. Cuối cùng hắn nhìn thấy Mặc Hòa, sừng sốt một chút, há to miệng, Mặc Hòa. Ngươi làm sao cũng ở đây? Mặc Hòa cũng lấy làm kinh hãi. Trong đội năm người này lại còn có người quen. Người này chính là sư huynh dẫn hắn vào sơn môn, Thượng Quan Húc. Giờ khắc này, hắn cũng mặc kệ vì sao Thượng Quan Húc lại trùng hợp như vậy, vội vàng nói, Húc sư huynh, dẫn ta đi cùng. Nói xong còn vội vàng nháy mắt với Thượng Quan Húc, ý tứ chính là. Nói tốt cho ta một chút, để bọn họ dẫn ta cùng chơi đùa. Thượng Quan Húc cười khổ, cái này, là chuyện gì xảy ra? Nữ tử dịu dàng nói chuyện, kinh ngạc nói các ngươi biết nhau. Thượng Quan Húc gật đầu, Mặc sư đệ có chút sâu xa với Thượng Quan gia ta. Hắn không nói rõ ràng lắm, chuyện Du thiếu gia không tiện nói với người ngoài. Nhưng sau đó, Thượng Quan Húc lại đau đầu không thôi. Mặc Hòa tiểu sư đệ này, mang đến có chút nguy hiểm, không mang theo lại phụ lời thím căn dặn. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói. Mặc sư đệ, hắn, làm việc biết chừng mực, cũng thông minh, Mộ Dung sư tỷ, nếu không thì dẫn hắn đi đi. Nữ tử dịu dàng nhíu mày trầm tư, thấy sắc trời đã tối, lại kéo dài nữa, sợ là thời gian không đủ, cuối cùng thở dài nói. Được rồi, nhưng nhất định phải cẩn thận, Thượng Quan sư đệ, người chăm sóc tốt cho Mặc sư đệ. Thượng Quan Húc gật gật đầu. Mặc Hòa thì bảo đảm nói, yên tâm đi, trận pháp của ta rất lợi hại, sẽ không kéo chân sau của các ngươi. Nữ tử dịu dàng có chút bất đắc dĩ. Trận pháp rất lợi hại. Tiểu tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, còn là mới nhập môn, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến đâu. Nhưng nhiệm vụ lần này vốn không cần trận pháp cao thâm. Nữ tử dịu dàng gật đầu nói, chúng ta lên đường thôi. Mặc Hòa liên tục gật đầu. Thế là hai sư huynh, hai sư tỷ mang theo một tiểu tùy tùng xuất phát từ Thái Hư Sơn, đi tới Thanh Châu Thành, đi tới Thương Châu giới nhị phẩm. Dọc theo đường đi, Mặc Hòa nói bóng nói gió, cũng biết thân phận của mấy người. Sư huynh cao lớn tuấn lãng, thần sắc ôn hòa, mặc đạo bào màu vàng kim, là đệ tử Thái A Môn, tên Âu Dương Phong. Nữ tử dịu dàng mặc đạo bào Thái Hư Môn tên là Mộ Dung Thải Vân, là sư tỷ của Thái Hư Môn. Một nữ tử mặc đạo bào thêu hoa màu vàng kim, gấm vóc, tên là Hoa Thiển Thiển, là sư tỷ của Bách Hoa Môn. Bách Hoa Môn là một môn phái trong 12 lưu phái của châu giới Càn Học, tất cả đệ tử trong môn đều là nữ tu, truyền thừa cũng đều là công pháp và đạo pháp tu hành của nữ tử. Tuổi tác của mấy người đều lớn hơn Mặc Hòa 7-8 tuổi, mặc dù không hoàn toàn thuộc về một tông môn, nhưng ở châu giới Càn Học này, đệ tử tông môn giao lưu thường xuyên, cho nên cũng đều phải lễ phép hô một tiếng, sư huynh, sư tỷ. Về phần nhiệm vụ của Thái Hư Môn, vì sao lại có đệ tử tông môn khác tham dự? Mặc Hòa cũng đã hỏi qua. Thông thường lệnh truy nã tội tu là do đạo đình ti ban bố, không chỉ cấp cho Thái Hư Môn, mà một ít môn phái gần đó cũng có khả năng nhận được treo thưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng từ đạo đình ti phát cho tông môn. Tông môn quy ra công huân, phát cho đệ tử. Dọc theo đường đi, Mặc Hòa vùng trộm đánh giá mấy sư huynh sư tỷ, phát hiện tu vi của bọn họ đều rất thâm hậu, công pháp tất nhiên đều là thượng phẩm,
hơn nữa kinh nghiệm phong phú, hiển nhiên đều là lão luyện, treo thưởng. Mặc Hòa nhẹ gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm, nhiệm vụ lần này nhất định phải để cho bọn họ kiến thức được lợi hại của mình. Thấy được sự lợi hại của mình, về sau bọn họ mới có thể mang theo mình cùng nhau chơi. Mình mới có thể đi theo, hỗn, nhiều nhiệm vụ hơn, kiếm càng nhiều công huân hơn. Muốn, ăn, nhiệm vụ, nhất định phải có, nhân mạch. Không riêng gì Thái Hư Môn, tám đại môn khác, 12 lưu, sư huynh sư tỷ của Càn Châu Bách Môn, cũng phải nhận thức nhiều hơn một chút. Cho dù là xây đại trận, cũng phải có rất nhiều tu sĩ hỗ trợ, mới có thể xây thành. Đầu năm nay, có nhân duyên mới dễ làm việc. Về phần, tứ đại tông, trước hết quên đi. Chính mình đoán chừng trèo cao không nổi. Mỗi một tông môn, ngày tuần hưu đều giống nhau, đều là hai ngày. Thời gian có chút gấp, cho nên mọi người phải đi cả ngày lẫn đêm, hơn nữa phải dùng thân pháp, như vậy phải mất hơn 10 canh giờ mới đến được Thương Châu Giới nhị phẩm. Điểm Thương Châu Giới, là một tiểu châu giới của Càn Châu. Trung ương châu giới, là điểm Thương Sơn. Tội tu bọn họ muốn truy nã cũng trốn ở trong Thương Sơn. Mặc Hòa hỏi qua, tội tu này không biết tên thật, ngoại hiệu truy nã gọi là Ngốc Ưng, tu vi trúc cơ trung kỳ, thân pháp tốt, hơn nữa tạo nghệ trận pháp không tầm thường. Ngốc Ưng làm ác mệt mỏi, có án cũ ở đạo đình ti. Hắn cưỡng ép thải bổ qua nữ đệ tử, giết người, còn từng làm qua bọn buôn người, buôn bán tu sĩ nhỏ tuổi, làm đồ ăn cho ma tu. Đạo đình ti ra lệnh, có thể bắt thì bắt, bắt được sau đó đánh vào đạo ngục, lấy trận pháp lăng trì. Nếu không bắt được, thì tại chỗ giết chết. Điểm Thương Sơn khá lớn, cũng tương đối hoang vu, sản vật tu đạo thiếu thốn, cho nên ít người lui tới, thích hợp cho tội tu ẩn thân. Mặc Hòa theo mấy sư huynh sư tỷ đi tới điểm Thương Sơn. Núi non trùng điệp, mây che sương phủ, chướng khí màu vàng nhạt mờ mịt, không phân biệt được phương hướng. Mộ Dung Thải Vân nói, ta nhận treo thưởng của tông môn, phía trên có tin báo, nói kền kền một mình lẻ loi, trốn trong một sơn động cách nơi này 30 dặm. Nhưng người này cảnh giác, am hiểu trận pháp, ven đường tất sẽ bày trận, dùng để phòng bị lùng bắt. Những trận pháp này, chưa chắc cao minh bao nhiêu, nhưng phi thường ẩn nấp, không dễ phát giác, cần một trận sư tinh thông trận pháp, điều tra ven đường. Nhất định phải cẩn thận, không thể bỏ sót. Nếu không thì dễ dàng đánh rắn động cỏ, để kền kền, này bay. Mộ Dung Thải Vân liếc nhìn Mặc Hòa, Mặc sư đệ, ngươi. Được không? Mặc Hòa gật đầu, ta làm được. Mộ Dung Thải Vân thấy Mặc Hòa đã tính trước, không chỉ không yên tâm, ngược lại càng lo lắng hơn. Âu Dương Phong sợ Mặc Hòa có áp lực, liền nói. Mặc sư đệ, ngươi cứ cố gắng hết sức, đừng khẩn trương. Phần nhiệm vụ này, không phải chuyện của một người, trên đường đi, chúng ta cũng sẽ thay ngươi lưu ý, đền bù sơ hở, dù sao kền kền này, cực kỳ giảo hoạt khó chơi, bày ra trận pháp cũng rất xảo trá. Mặc Hòa cảm kích nói, tạ ơn Phong sư huynh. Vì thế mọi người đi về phía trước, đi tới, Mặc Hòa ngẩn ra, chỉ vào một chỗ nhỏ ven đường, lật mới đất đai nói. Là trận pháp kia sao? Những người khác nghe vậy, nhìn nhau, cũng đều gật đầu nhẹ. Mộ Dung Thải Vân nhẹ nhàng thở ra, không sai. Lúc này Mặc Hòa mới ý thức được, tất cả mọi người đều phát hiện, chỉ là vì khảo nghiệm một chút bản thân, cho nên mới không nói phá. Vậy mà lại không tin tưởng mình như vậy. Mặc Hòa nói thầm trong lòng. Hoa Thiền Thiền đi đến trước mảnh đất đã được xới mới lên kia, lấy ra một la bàn màu vàng, đặt trên đất, sau đó la bàn màu vàng chuyển động, hào quang lóe lên, trận văn dưới đất ba động, liền biến mất. Mặc Hòa sửng sốt, cái la bàn này, là cái gì? Mộ Dung Thải Vân giật mình, ngươi không biết. Mặc Hòa thành thật gật đầu. Biết thì biết, không biết là biết. Trước mặt đều là sư huynh sư tỷ, hắn chỉ là một tiểu sư đệ, cũng không cần thiết phải phùng má giả làm người mập. Mộ Dung Thải Vân thở dài, cái này gọi là la bàn giải trận, một số trận pháp đơn giản có thể dùng loại la bàn này để giải. Trận pháp gì cũng được sao? Mặc Hòa hỏi. Mộ Dung Thải Vân lắc đầu, trận pháp khác nhau, có la bàn giải trận khác nhau, ngũ hành, bát quái, phương vị, phải đối ứng với nhau mới có thể giải được, hơn nữa trận văn không thể quá phức tạp. Mặc Hòa học được thứ mới, yên lặng nhớ kỹ. Lại còn có la bàn giải trận. Mình vẫn luôn tự mình làm việc. Tự tay giải trận, còn chưa dùng qua loại đồ vật lười biếng này. Không biết nguyên lý bên trong là gì. Mặc Hòa có chút hiếu kỳ. Hoa Thiền Thiền lấy la bàn giải trận pháp bí ẩn, sau đó phất tay một cái, linh lực hơi lay động, quét đất, liền thấy trong đất chôn một khối đá nhỏ, trên bàn đá khắc trận văn.
Trận Văn nhìn quen mắt, nhưng lại có chút lạ lẫm, đoán chừng là Trận Văn biến thức. Mặc Họa nhận không ra, liền khiêm tốn thỉnh giáo. Mộ Dung sư tỷ, trên thạch bàn này, là trận pháp gì? Mộ Dung Thải Vân hơi sững lại. Mấy người khác cũng lấy tay xoa trán, có chút bất đắc dĩ. Thượng Quan Húc lại cười khổ. Loại trận pháp đơn giản này cũng không biết, am hiểu trận pháp cũng không phải am hiểu như thế. Mộ Dung Thải Vân thở dài, bất đắc dĩ giải thích. Cái này gọi là tiểu nguyên từ trận, là nhất phẩm trận pháp, lợi dụng trận văn bên trong ẩn chứa từ tính, hấp dẫn lực cảm ứng, dùng để điều tra, phòng bị. Tiểu nguyên từ trận. Mặc Họa lại yên lặng nhớ kỹ. Hắn không nghĩ tới, nhất phẩm trận pháp của mình thuần thục như vậy, học nhiều như vậy, lại còn có cá lọt lưới. Quả nhiên, vẫn phải ngao du bên ngoài nhiều một chút. Tu giới to lớn, mênh mông vô tận, nói không chừng khắp nơi đều là trận pháp, chờ đợi chính mình đi học. Tiểu nguyên từ trận. Mặc Họa yên lặng nhớ kỹ, liền nói, Mộ Dung sư tỷ, chờ một chút, ta muốn học một chút. Mộ Dung Thải Vân trầm mặc. Tiểu sư đệ này gặp phải trận pháp, lại còn muốn học. Nàng không biết nói cái gì cho phải. Cũng may Mặc Họa cũng không cần bao lâu, liền nhớ kỹ trận văn tiểu nguyên từ trận, sau đó mọi người lại xuất phát. Vừa đi, Mặc Họa vừa âm thầm cân nhắc. Tiểu nguyên từ trận. Trận pháp nhất phẩm cửu văn. Công dụng có chút tương tự với, từ nam tử mẫu phục trận, mà mình từng dùng, đều là dùng để bày trận điều tra, giám trưởng hoàn cảnh thế núi. Nhưng trận pháp này lại có chút đặc biệt. Mặc Họa suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới phát hiện, môn trận pháp này thật ra là bát quái trận pháp biến thức, là đem trận văn phức tạp, làm đơn giản, biến thức. Mặc Họa yên lặng tính toán trong lòng một chút, bỗng nhiên cả kinh. Hắn phát hiện tiểu nguyên từ trận này, ngược dòng về nguyên bản, trận văn bản chất của nó, vậy mà có thể quay ngược về trong lôi văn. Lôi văn? Cái này không đúng. Mặc Họa nghi hoặc không thôi. Lôi trận trong ấn tượng của hắn vẫn là tiên văn, ẩn chứa lực lượng mạt sát pháp tắc trên thiên đạo đại trận, cực kỳ khủng bố, có thể chấn sát vạn vật sinh linh. Nhưng lôi điện và nguyên tử có quan hệ gì? Vì sao tiểu nguyên từ trận văn nghịch hướng biến thức lại biến thành lôi văn, thuộc sở hữu trận pháp lôi quẻ? Mặc Họa trong lòng sinh ra khó hiểu. Nhưng lúc này còn có nhiệm vụ trong người, không rảnh chú ý đến hắn, Mặc Họa liền giấu nghi hoặc này ở trong lòng, dự định sau khi trở về lại cẩn thận cân nhắc xem có thể lĩnh ngộ được cái gì hay không. Chỉ là trận pháp nhất phẩm, sẽ không khó. Trận văn tiểu nguyên từ trận, Mặc Họa nhìn một lần, liền rõ như lòng bàn tay. Lại nhìn về phía ngọn núi, những cây cỏ núi đá kia, từng sợi tiểu nguyên từ trận, liền có thể thấy rõ ràng. Mặc Họa thần thức lướt qua, liền thấy rõ hết thảy. Phía sau tảng đá lớn, có một trận pháp. Phía trước ba trượng, ở giữa đường núi cũng có một đảo. Dưới vỏ cây cũng có tiểu nguyên từ trận. Bên trái sơn lâm, có dấu yêu thú, chân phải yêu thú có thương tích, dưới da thịt, trên lưỡi đao, cũng vẽ tiểu nguyên từ trận. Mặc Họa một đường đi, chỉ điểm một đường. Mấy người Mộ Dung Thải Vân dần dần có chút giật mình. Một ít trận pháp rõ ràng, bọn họ nhìn ra, Mặc Họa có thể nhìn ra, trái lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng một số thủ đoạn kỳ quặc, trận pháp không dễ phát hiện, Mặc Họa cũng luôn có thể không sai chút nào, tìm ra từng cái một. Thậm chí một ít trận pháp, bố trí tinh vi, bọn hắn đều không thể phát hiện, hoặc là khoảng cách quá xa, bọn hắn còn chưa kịp phát hiện, cũng đều chạy không khỏi thần thức của Mặc Họa. Bọn họ lúc này mới có chút tin tưởng, Mặc Họa thật sự có một chút thực lực, am hiểu trận pháp có thể có chút khuếch đại. Nhưng thiên phú trận pháp, tuyệt đối không kém. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Mặc Họa cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Chấp hành nhiệm vụ tông môn, nguy cơ tứ phía, bọn họ cũng không muốn mang theo một con ghẻ kít nhỏ, mặc dù con ghẻ ký sinh này lớn lên nhu thuận đáng yêu. Một lúc lâu sau, mọi người đã đi tới một sườn núi. Dốc núi như thường, nhưng dưới cỏ cây che giấu, có một cửa hang bí ẩn. Kền kền, bị đạo đình ti truy nã, liền ẩn thân ở trong động. Mấy người trốn ở phía sau một chỗ núi đá, thương lượng kế hoạch đuổi bắt. Nhưng những thứ này không liên quan gì đến Mặc Họa. Vốn dĩ hắn đến đây để nhìn thấu trận pháp, đến đây, nhiệm vụ của hắn đã được tính là hoàn thành hơn phân nửa, chuyện tiếp theo không cần hắn phải ra tay. Theo như Mộ Dung sư tỷ nói, chính là ngươi ẩn nấp cho tốt, không nên thò đầu ra, bảo vệ tốt chính mình, gặp chuyện trước trốn. Vừa là quan tâm Mặc Họa, cũng là phòng ngừa Mặc Họa tùy tiện xuất hiện, làm hỏng việc. Vạn nhất hắn lại bị kền kền bắt được, làm con tin, tình thế sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Mặc Họa liên tục gật đầu,
Sư tỷ, yên tâm. Chuyện bảo vệ tính mạng, hắn rất lành nghề. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ như sư huynh sư tỷ ra tay, trực tiếp làm thịt, kèn kèn kia, mình sẽ không có cơ hội biểu hiện ra sự lợi hại của mình, lần sau bọn họ làm treo thưởng cũng sẽ không dẫn mình cùng chơi đùa. Mặc Họa thầm nghĩ, mình vẫn nên phát huy thêm một chút tác dụng mới tốt. Rừng núi hoang vắng, sườn núi yên tĩnh. Cỏ cây đá xoài loạn, không có dấu chân người. Mặc Họa khẽ động thần thức, liếc nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên ánh sáng lộng lẫy, sau đó thấp giọng nói. Nơi đây đi về phía tây, cách 150 trượng, có một bộ hãm kim trận, nhị phẩm thập nhất văn. Nơi đây đi về hướng đông, ước chừng 150 trượng, có một bộ khốn sơn trận, bát quái cấn hề khốn trận, nhị phẩm thập tứ văn. Chỗ cửa động, bày ra cấn sơn trận nhị phẩm. Cách cửa động 10 trượng, có bố trí, tiểu nguyên tử trận, nhưng cũng là nhị phẩm. Mặc Họa đem trận pháp xung quanh huyệt động, như số nhà thuộc, một cái cũng không bỏ sót, toàn bộ đều nói ra. Gần như nhìn thấu hang ổ của kền kền. Không riêng Mộ Dung Thải Vân, ngay cả mấy người Âu Dương Phong cũng có chút kinh ngạc. Ngươi, học qua trận pháp nhị phẩm rồi. Mặc Họa khiêm tốn nói, từng học qua một chút. Thần sắc mấy người hơi kinh, hai mặt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện, bọn họ đã đánh giá thấp tiểu sư đệ vẻ mặt ngây thơ này từ xa. Trận pháp có thể đem người khác bày ra, một cái không sai, toàn bộ khám phá. Loại tạo nghệ trận pháp này cùng lĩnh ngộ trận pháp, tất nhiên là cực kỳ thâm hậu. Quả nhiên, có thể đi vào bát đại môn, không có tài trí bình thường. Bọn họ là trận sư, không có mời không. Âu Dương Phong thả ra thần thức, hơi chút xác nhận, thấy hết thảy quả thật giống như Mặc Họa nói, những trận pháp kia, Mặc Họa không nói, hắn căn bản không ý thức được, không khỏi gật đầu tán thưởng nói. Đúng vậy, nhờ có Mặc sư đệ, cứ như vậy, chúng ta truy bắt kèn kèn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Kế tiếp cứ theo kế hoạch mà làm, dẫn dụ kèn kèn ra. Mặc Họa cười tủm tỉm, vừa định nói gì, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, thở dài. Không cần. Mọi người ngẩn ra. Mặc Họa thấp giọng nói, kèn kèn phát hiện chúng ta. Sắc mặt đám người Âu Dương Phong trầm xuống, sau đó tĩnh tâm ngưng thần, quả nhiên phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào đã tràn ngập một đạo thần thức thâm hậu âm lãnh. Chỉ trong nháy mắt, Mặc Họa liền đoán được. Thần thức thập lục văn. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, không chỉ một người. Thần sắc Âu Dương Phong hơi kinh ngạc, mấy người Mộ Dung Thải Vân cũng có chút thất thần. Bọn họ còn không phát hiện ra điều gì, sao tiểu sư đệ này lại biết hết rồi. Nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, không có thời gian truy hỏi. Trong ánh mắt Âu Dương Phong hiện lên một tia quyết đoán, giết. Sau đó sát khí đột nhiên phủ xuống. Một luồng kiếm khí nồng đậm, mang theo vài phần yêu dị phá không mà đến, đánh nát tảng đá ẩn thân của mọi người, nhưng lại bị Âu Dương Phong kịp thời rút kiếm, hóa giải từng cái. Đá vụn bay tán loạn, bụi mù tiêu tán. Âu Dương Phong tay cầm một thanh xích kim hoàng phong kiếm, đứng ở phía trước mọi người, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, diện mạo bất phàm. Thượng quan Húc trở tay rút ra một thanh cự kiếm lưu quang, khí thế nghiêm nghị. Hoa Thiển Thiển duỗi tay, mấy chục đạo bách hoa linh châm lơ lửng trước người. Mộ Dung Thải Vân lấy tay bấm quyết, cây châm trên tóc rạng rỡ tỏa sáng, phát ra ánh sáng năm màu, đầu ngón tay của nàng cũng có pháp thuật đang ngưng tụ. Muốn đánh nhau, Mặc Họa thấy thời cơ không ổn, lập tức chạy ra xa xa, thi triển ẩn nặc thuật, khoác áo choàng nhỏ, tìm một cái hố to, nằm dạp trên mặt đất, trốn đi. Nếu như đánh nhau, tạm thời sẽ không còn chuyện của hắn nữa. Nhiều sư huynh sư tỷ như vậy, hắn có thể trốn tốt, không vướng tay vướng chân là được rồi. Mộ Dung Thải Vân lưu ý đến Mặc Họa, thấy Mặc Họa hết sức cơ linh, kiếm khí của địch nhân chưa tới, hắn liền phát giác, sớm thôi lui đến phía sau mọi người, một người trốn đi, không khỏi gật gật đầu. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Thượng quan Húc. Hắn được Văn Nhân Tiêu dặn dò, phải chăm sóc tốt cho Mặc Họa. Mặc Họa nếu có gì bất chắc, thím tất nhiên sẽ trách tội hắn. Hiện tại Mặc Họa thấy tình hình không ổn, liền lần đi xa, hơn nữa còn ẩn nấp, mơ mơ hồ hồ, không biết rốt cuộc giấu ở nơi nào, hắn cũng yên lòng. Mà giờ khắc này, cửa sơn động khô cạn, có mấy tu sĩ đi ra. Một tu sĩ trước mặt, mặc áo nâu, mắt hẹp mũi ưng, tuổi trung đẳng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Phía sau hắn, đi theo năm tu sĩ, đều một thân áo đen, không giống như là người tốt. Mặc Họa tránh đi xa, nhưng tai thính mắt tinh, thấy rõ tướng mạo của những người này, trong lòng suy đoán, tu sĩ áo nâu trước mắt kia, chắc hẳn chính là con kèn kèn, làm rất nhiều chuyện xấu kia. Nhưng trong lòng hắn lại không khỏi nghi ngờ nói.
Kền kền, hắn như thế nào không phải người bị hói? Chẳng lẽ hắn, đội tóc giả? Không thể nào. Theo lý thuyết, chỉ có đặt sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Nếu như hắn không chọc, người khác làm sao lại gọi hắn là kền kền đây? Mặc Hòa có chút khó hiểu. Mà đại chiến ở xa xa cũng hết sức căng thẳng. Một bên là nhận treo thưởng của Đạo Đình Ti, kiếm công huân, lùng bắt tội tu tông môn đệ tử. Một phe là tội tu bị Đạo Đình Ti truy nã, tội tu tội ác chồng chất. Hai bên đều không có dự định dừng tay, cơ bản không có một câu nói nhảm, gặp mặt chính là tử chiến. Linh lực khuấy động, pháp thuật ngũ hành bay tán loạn, còn có một số linh khí và kiếm khí yêu dị, đan xen lẫn nhau. Mặc Hòa vụng trộm ghé vào trong bụi cỏ, lộ đầu ra, nhìn người khác đánh nhau, tâm tư chuyển động, đại khái đánh giá thực lực của hai bên. Bên mình có 5 người. Nhưng mình ở trong bụi cỏ, mèo, rồi, cho nên ra sân chỉ có 4 người, đều là tu vi trúc cơ trung kỳ. Đối diện có tổng cộng 6 người. Chỉ có một người là trúc cơ tiền kỳ. 5 người khác là trúc cơ trung kỳ. Trong đó tu vi cao nhất là kền kền, mũi ưng kia, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, thần thức cũng có thập lục văn. Mấy sư huynh sư tỷ bên mình đều là con cháu đại tông môn, tu vi thâm hậu, linh khí đạo pháp không tầm thường. Hơn nữa kinh nghiệm đấu pháp phong phú, phối hợp cũng có chút ăn ý. Cho dù là 4-6, cũng không rơi vào thế hạ phong chút nào. Mặc Hòa gật đầu. Không hổ là đệ tử thiên kiêu của các đại tông môn ở châu giới càn học. Sau này mình sẽ đi theo bọn họ lăn lộn. Nhưng Mặc Hòa cũng có chút lo lắng. Tình cảnh trước mắt, có chút giằng co. Giằng co như vậy, khẳng định không phải biện pháp. Nhất là kền kền kia, tu vi chiếm ưu thế. Cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, giao thủ với Âu Dương Phong, vẻ mặt thong dong, hiển nhiên có lưu lại hậu thủ. Dưới loại tình huống này, Mặc Hòa suy nghĩ một chút. Trước tiên nên giết những tên tội tu khác, sau đó rút tay ra, lấy đông địch ít, vây đánh kền kền, dẫn đầu. Mà tình thế trên trận, cũng không sai biệt lắm với Mặc Hòa dự đoán. Hiển nhiên mấy người Âu Dương Phong cũng nghĩ như vậy. Đầu tiên là tên tội tu trúc cơ sơ kỳ kia, bị thượng quan Húc tìm ra sơ hở, lắc mình tới gần, 2-3 lần liền bị chém ngã trên mặt đất. Hoa Thiền Thiền lại dành thời gian bổ sung mấy cái linh châm. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cứ như vậy khai báo. Mặc Hòa lắc đầu, thầm nghĩ. Tên ngu ngốc này, không biết tự lượng sức mình, trúc cơ sơ kỳ, tùy tiện tham dự hỗn chiến trúc cơ trung kỳ, còn không để ý nhiều, nghĩ biện pháp chạy trốn, đáng đời là người đầu tiên chết. Sau đó là 4-5. Mặc Hòa cũng không vội vã ra tay, hắn muốn quan sát trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đầu tiên, mấy sư huynh sư tỷ Âu Dương Phong chiến đấu là có kết cấu, có ăn ý. Nhưng những thứ này, cùng săn yêu sư phối hợp không sai biệt lắm. Đơn giản chính là cận chiến dùng kiếm khí kiềm chế, từ xa dùng pháp thuật áp chế, phối hợp với nhau, dò xét sơ hở của địch, tăng thương thế, lấy tính mạng của đối phương. Bọn họ cũng không dùng pháp thuật thượng thừa gì. Hoặc là kim thân thuật hộ thân, chứa đầy linh lực, chiêu thức ngự kiếm giết địch. Tội tu đối diện, thủ đoạn cũng không khác nhau nhiều lắm, chẳng qua trên linh khí có ngâm độc, linh lực cũng mang theo một chút yêu dị, hơn nữa chiêu thức đạo pháp cũng rất cổ quái. Mặc Hòa nhìn nửa ngày, quen thuộc chiêu thức của hai bên, còn có thói quen công kích, đối với nhất cử nhất động của địch nhân, một tiến một lui, đều hiểu rõ trong lòng, liền khẽ gật đầu. Có thể xuất thủ rồi. Nếu không ra tay, bọn họ sẽ không biết sự lợi hại của mình. Pháp thuật của mình, cũng liền học phí công. Chiến đấu ở phía xa vẫn đang tiếp tục. Núi đá bay tán loạn, pháp thuật khuấy động, thể tu cẩn thân lấy chiêu đổi chiêu. Đúng lúc này, cự kiếm của thượng quan Húc hoành ép xuống, khiến cho một tên tội tu áo đen chật vật rút lui, lộ ra sơ hở. Mộ Dung Thải Vân thấy thế, ánh mắt ngưng lại, về quyết điểm một cái, liền có một đạo ngũ sắc linh quang, phá không giết tới, trúng bả vai tên tội tu kia. Linh quang xuyên phá y phục, đâm rách da thịt, mang ra vết máu hạng nhất, lại thoáng qua đem vết máu hong khô, để lại một vết sẹo. Tội tu không khỏi lảo đảo vài bước, chán toát mồ hôi lạnh, nhịn đau mắng vài tiếng, thấy thời cơ không ổn, xoay người muốn chạy trốn. Thượng quan Húc một kiếm bổ xuống, muốn ngăn hắn lại, nhưng cự kiếm ra tay chậm, vẫn không lưu lại. Mộ Dung Thải Vân ngưng kết pháp thuật, muốn thừa thắng xông lên, thừa cơ làm thịt tên tội tu này. Nhưng pháp thuật cũng chậm một bước, chỉ có tổn thương cánh tay của hắn, cũng không có lưu tội tu này lại. Tội tu quay đầu lại, hung hăng liếc nhìn Mộ Dung Thải Vân một cái, ác độc mắng. Tiện nhân! Hắn ghi nhớ mấy người này trong lòng, sau đó thôi động thân pháp, liền muốn chạy đi,
đợi tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, lại trở về tìm mấy đệ tử tông môn này gây phiền phức. Nhưng hắn vừa cất bước, liền cảm thấy đáy lòng mát lạnh. Dường như mình bị người nào đó theo dõi. Chưa kịp nghĩ kỹ, một đạo thủy quang màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện, kết thành lồng giam, giam cầm hắn lại. Cùng lúc đó, một cảm giác ngạt thở, đuối nước truyền đến. Tội tu không thể động đậy, buồn bực buồn nôn, không khỏi quá sợ hãi. Đây là pháp thuật gì? Mà Thượng Quan Húc và Mộ Dung Thải Vân cũng sửng sốt một lát, nhưng chiến cơ này, thoáng qua tức thì, hai người lập tức hoàn hồn, nắm chắc cơ hội mấy hơi thở này. Thượng Quan Húc kiếm thế quét ngang, chặn mấy tội tu muốn đến trợ giúp. Mộ Dung Thải Vân, bàn tay nhỏ nhắn xoay chuyển, ngưng tụ thành pháp quyết, kết thành một đạo ngũ sắc linh quang pháp thuật càng sáng người hơn. Tội tu kia bị thủy lao thuật vây khốn, giấy giụa mấy phen, rốt cục tránh thoát. Hắn có tu vi trúc cơ trung kỳ, mà Mạc Họa chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa linh căn kém, linh lực yếu, pháp thuật mặc dù nhanh, nhưng hiệu quả đến cùng vẫn sẽ kém một chút. Nhưng thủy lao thuật vây khốn mấy hơi thời gian, cũng đã đủ rồi. Tội tu kia vừa thoát khỏi thủy lao, ngẩng đầu liền thấy một đạo linh quang, sơ sẩy mà tới, xuyên qua ngực của hắn, mặc dù không đáng chết, nhưng cũng tạo thành trọng thương. Âu Dương Phong ở bên cạnh, quấn lấy tội tu kền kền. Hoa Thiền Thiền thì huệ chất lan tâm, nhìn thấy chiến cuộc bên này, dành thời gian bổ sung hai cây linh châm, đánh vào tâm mạch của tội tu. Bất quá chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tên tội tu này bị thủy lao thuật vây khốn, bị ngũ hành linh quang đâm xuyên ngực, lại bị bách hoa linh châm đâm tâm, tránh cũng không thể tránh, mất mạng tại chỗ. Biến cố này, trong nháy mắt liền phát sinh, thế cục tại chỗ đại biến. 4 đấu 4. Còn có một Mạc Họa, trốn ở trong tối, nhìn chằm chằm. Một người trúc cơ sơ kỳ, một người trúc cơ trung kỳ, hai người tội tu. Trên mặt kền kền cũng không còn vẻ thong dong. Ánh mắt âm trầm của hắn lạnh lùng quét nhìn bốn phía, lạnh giọng nói. Bọn đạo trích phương nào, dám ám toán. Âu Dương Phong lộ vẻ kinh ngạc. Mấy người Mộ Dung Thải Vân suy nghĩ, trong lòng lại kinh ngạc. Là Mạc Họa. Bọn họ không ngờ, Mạc Họa tiểu trận sư này, lại còn biết loại pháp thuật tinh vi cổ quái này, hơn nữa thì triển nhanh như vậy, nắm bắt thời cơ cũng 10 phần tinh chuẩn. Quan trọng nhất là, hết sức thuần thục. Giống như thường xuyên làm loại chuyện này vậy. Bốn phía không có tiếng vang. Ánh mắt của kền kền âm trầm nhìn quanh, thần thức cũng không ngừng quét về bốn phía. Tên tiểu quỷ lén lút bắn tên này, bất kể là ai, tu vi như thế nào, ở dưới cục diện trước mắt, tất nhiên đều là một loại tai họa ngầm. Âu Dương Phong sợ con kền kền này tìm ra vị trí ẩn thân của Mạc Họa, ánh mắt lập tức phát lạnh, kiếm khí bảo tăng, tăng nhanh thế công, trầm giọng nói. Kền kền, nhận lấy cái chết. Kền kền hơi giận, chật một tiếng, nhưng cũng không thể không giữ vững tinh thần, ứng phó Âu Dương Phong. Ba người Mộ Dung Thải Vân biết cơ hội khó có được, cũng đều toàn lực ứng phó, không hề nương tay, ý đồ giải quyết hết mấy tội tu còn lại, sau đó lại cùng nhau vây công kền kền dẫn đầu. Mạc Họa liền thoải mái hơn rất nhiều, hắn ghé vào trong đồng cỏ, ngâm nga tiểu khúc, nhìn người khác đánh nhau, sau đó tìm đúng cơ hội, lấy thủy lao thuật khống chế địch nhân. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất nhiên có tội tu bị chém. Nếu lại ra tay, sẽ có tội tu mất mạng. Đám người Mộ Dung Thải Vân đều là nhân tài kiệt xuất trong tông môn, cơ hội như thế này, làm sao có thể không nắm bắt được. Sau khi Mạc Họa thi triển 6-7 cái thủy lao thuật, tội tu ở đây, chết thì chết, trọng thương thì chỉ có một kền kền, còn miễn cưỡng chống đỡ. Lần này hắn bắt đầu nóng nảy, cả giận nói. Tiểu nhân không biết xấu hổ, ám tiến đả thương người, tính là bản lãnh gì. Mạc Họa vốn không muốn để ý tới hắn, tính toán xem làm sao để hắn trọng thương sắp chết, lại ra mặt nói vài lời, xem có thể làm hắn hoang mang đến chết hay không. Nhưng nhìn một chút, Mạc Họa lại phát giác con kền kền này có chút không đúng. Hắn dứt khoát trực tiếp hiện thân, đi lên trước, đứng ở bên cạnh Mộ Dung sư tỷ. Kền kền thấy Mạc Họa, thần sắc chấn động. Hắn không nghĩ tới, trốn ở trong bóng tối, dùng pháp thuật âm hiểm, bẫy chết huynh đệ hắn, lại là một tiểu thí hài trên mặt còn mang theo chút ngây thơ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn liền ửng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Họa. Mấy đệ tử trúc cơ trung kỳ này khó đối phó, sau này có thể tìm cơ hội tính sổ. Nhưng tiểu quỷ tu vi nông cạn, âm hiểm xảo trá này, hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Nhất định phải bầm thây vạn đoạn hắn ta ra mới có thể tiết mối hận trong lòng. Mắt kền kền đầy sát ý. Âu Dương Phong phát giác được sát ý trong mắt kền kền, ánh mắt trầm xuống. Mộ Dung Thải Vân cũng nhíu nhíu mày, lo lắng nói, sao ngươi lại ra đây? Mạc Họa chỉ vào kền kền,
quả quyết nói. Hắn có vấn đề. Mọi người ngẩn ra. Mộ Dung Thải Vân không khỏi hỏi, hắn có vấn đề gì? Đầu hắn có vấn đề, Mạc Họa chắc chắn nói. Đầu, có vấn đề gì? Giọng Mạc Họa lanh lảnh, Định Liệu trước nói. Hắn là tên trọc. Bầu không khí lập tức ngưng lại. Tất cả tu sĩ ở đây đều ngây ngẩn cả người. Mấy người Mộ Dung Thải Vân, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Kền kền nộ khí dâng lên, không chỉ mắt đầy tơ máu, ngay cả mặt cũng tức giận đến đỏ lên. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại có chút nội tình bị nhìn thấu chột dạ, xoay người muốn chạy. Âu Dương Phong thấy thế, lập tức ra tay, ngăn cản. Mạc Họa lại hô, cắt tóc hắn. Kền kền giận dữ, xú tiểu quỷ, ngươi. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị kiếm chiêu của Âu Dương Phong cắt ngang. Âu Dương Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng theo bản năng, dựa theo lời Mạc Họa mà làm, trường kiếm Hoàng Phong trong tay, kiếm khí sắc bén, từng chiêu cắt về phía tóc của kền kền. Kền kền giận dữ, chật vật chống đỡ, nhưng chiêu thức của hắn lại có chút kỳ quái. Một ít vết thương nhỏ trên người Mặc Kệ, kiếm khí chí mạng né tránh, nhưng lại vững vàng bảo vệ đỉnh đầu của mình. Dường như dùng hết toàn lực cũng phải bảo vệ tóc của mình. Dù trên người bị thương, dù da chóc thịt bong, nhưng một cọng tóc cũng không thể rụng. Hai người chiến đấu một lát, Thượng Quan Húc cũng đi lên hỗ trợ. Hắn cầm là cự kiếm, thật muốn vọt, một đao chính là một mảng lớn. Kền kền khẩn trương, vừa đánh vừa rút lui, muốn rời đi, nhưng Mạc Họa vẫn còn, ngón tay điểm một cái, thủy lao thuật liền hiện lên, kiềm chế gã ngay tại chỗ. Rốt cục, sau mấy chục hiệp, Mộ Dung Thải Vân nhìn không được nữa, mượn cơ hội ngưng ra một đạo ngũ sắc linh quang, đầu ngón tay điểm một cái, linh quang bắn ra, đánh cho kền kền không cách nào tránh né, lảo đảo một cái. Thượng Quan Húc tay mắt lanh lẹ, cự kiếm chém về phía cổ của kền kền. Tính mạng nguy hiểm. Kền kền đành phải cúi đầu tránh né kiếm này, cổ tránh thoát, nhưng tóc không tránh thoát, trực tiếp bị gọt mất một mảng lớn. Phần còn lại là tóc giả, cũng đều tự động cởi ra, lộ ra một cái đầu trọc. Ánh mắt Mạc Họa sáng lên, tự tin gật đầu. Không ngoài dự đoán của hắn, tu sĩ trung niên này quả thật là một tên trọc. Hơn nữa, không phải là một tên trọc bình thường. Đầu trọc của hắn giống như hình xăm còn vẽ các loại đường vân. Mạc Họa hít mắt nhìn. Thầm nghĩ quả là thế. Con kền kền ngốc này trên đầu có hoa văn, không ngờ là một trận pháp, hơn nữa trận văn hình dạng, cực kỳ đặc thù, ưng chảo điêu mục, hình dạng như thú văn. Tuân lão tiên sinh đã từng nói, thú, gần yêu. Loại trận pháp này, là ở phía nam Cửu Châu, man hoang chi địa, những tu sĩ hoang tộc kia, đời đời tương truyền. Trận pháp tứ tượng yêu văn. Mạc Họa nhìn chằm chằm vào kền kền, ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Lúc trước hắn trốn ở một bên rình coi, thần thức liền mơ hồ phát giác có chút không đúng, cái con kền kền này, trên đầu, tựa hồ có từng tia từng sợi khí tức trận văn. Hơn nữa còn là khí tức rất xa lạ. Điều này đã nói rõ, trên đầu kền kền, cất giấu trận pháp. Hơn nữa còn là hắn chưa từng thấy, chưa học qua trận pháp. Quả nhiên, mình đoán không sai. Còn là trận pháp tứ tượng cực hiếm. Dựa theo cách nói của Tuân lão tiên sinh, loại trận pháp này, trận văn giống như thú văn, có liên quan đến yêu thú. Nếu như trận pháp ngũ hành bát quái không có cơ sở sâu, tùy tiện đi học, rất dễ mất nhân tính. Trận pháp có thiếu hụt, Thái Hư môn kia rất có thể sẽ không dạy đệ tử tứ tượng trận. Cho dù có thiếu hụt, nhưng trận pháp chính là trận pháp. Mạc Họa vẫn rất muốn nhìn một chút, học một chút. Nhưng Thái Hư môn không dạy, vậy tên trọc này, liền có thể là cho đến trước mắt. Chính mình có thể học được cách thức duy nhất của trận pháp tứ tượng. Càng không thể để hắn chạy. Ánh mắt Mạc Họa sáng người nhìn chằm chằm vào con kền kền ngốc nghếch. Mấy người Âu Dương Phong lại có chút bất ngờ. Mạc Họa hô muốn cắt tóc của kền kền, bọn họ còn chỉ cho rằng hắn còn là trẻ con, có chút hồ đồ, lại không nghĩ rằng, trên đầu kền kền này, thật sự có chút kỳ quặc. Tứ tượng trận văn. Mộ Dung Thải Vân yên lặng liếc nhìn Mạc Họa, trong lòng thất kinh. Mạc tiểu sư đệ này lại nhạy cảm với trận pháp như thế. Mà bên kia, kền kền thì thần sắc dữ tợn, giận không kềm được, trong lòng càng hồi hộp. Trận pháp trên đầu hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng không thể để lại manh mối, bằng không bị người hữu tâm nhìn ra manh mối, sẽ hỏng đại sự. Lúc mới xuất đạo, hắn ngược lại không che lấp, bởi vì đầu chọc, áp tứ tượng ưng chảo trận, cho nên mới nổi lên cái biệt danh kền kền. Về sau hắn biết rõ sự lợi hại trong đó, liền cải trang thu liễm, che đầu chọc, che trận văn. Phần lớn những người biết bộ mặt thật của hắn đều bị giết. Lâu như vậy, không ai phát hiện.
Người khác mặc dù vẫn gọi hắn là Ken Ken ngốc, nhưng cũng chỉ coi đó là một ngoại hiệu, cũng không có ai sẽ quản hắn có phải là kẻ chọc hay không. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, tiểu quỷ này, vậy mà tích cực như thế. Nghe tên hắn là Ken Ken, vậy mà quả quyết nhận định, hắn chính là một tên chọc. Còn lột bỏ tóc giả của mình, làm hại chính mình, lộ ra trận pháp trên đỉnh đầu. Ken Ken cảm thấy nhục nhã, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt, tốt. Ánh mắt của hắn âm lãnh, nhìn chung quanh, nhất là nhìn thấy Mặc Họa, một bộ răng trắng sáng, một mặt hiếu kỳ đánh giá bộ dáng đầu chọc của hắn, càng cảm thấy trong cơn giận dữ. Tứ tượng ưng chảo trận bị nhìn thấy. Vậy thì bọn họ sẽ phải chết. Nếu không, mình cũng không có cách nào ăn nói với tiên sinh. Lửa giận của tiên sinh, bản thân không chịu nổi. Trong mắt Kền Kền hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó mắt lộ sát ý, trong con ngươi, tơ máu răng đầy như mạng nhện. Phải giết. Bỗng nhiên, trận văn trên đỉnh đầu Kền Kền dường như sống lại. Trận văn, đồ đằng, phát ra màu xanh sẫm. Đường nét trận văn rung động, dính lại, biến ảo, giống như chim ưng ngâm độc, lộ ra nanh vuốt, hung lệ đến cực điểm. Trong trận văn hình ưng, thẩm thấu ra yêu lực quỷ dị, từ da thịt của Kền Kền, rót vào kinh mạch, theo máu chảy khắp bản thân, cùng huyết nhục hòa làm một thể. Kền Kền cắn răng, dường như đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Hoa văn hình chim ưng dần dần khuếch tán toàn thân. Một cỗ khí tức quỷ quyệt yêu dị dần dần tràn ngập ra. Ánh mắt Âu Dương Phong chấn động, trong lòng biết không ổn, lập tức chỉ mũi kiếm một cái, kiếm khí như cầu vồng, nhắm thẳng vào tâm mạch của Kền Kền, ý đồ cắt ngang ưng trắng hấp thu lực lượng trận pháp tứ tượng. Mấy người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Bách hoa linh châm, kim quang trọng kiếm, ngũ sắc linh quang, dồn dập đánh về phía Kền Kền. Mặc Họa cũng bổ sung thêm một cái thủy lao thuật. Nhưng Kền Kền hấp thu lực trận pháp thì thân hình như gió, né tránh rất nhiều kiếm chiêu pháp thuật. Chỉ có kiếm khí của Âu Dương Phong, cắt vào lồng ngực của hắn, cắt ra một vết máu thật dài. Kền 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 đứng lại đằng xa, cười lạnh một tiếng. Thái A kiếm quyết, không gì hơn cái này. Trước ngực của hắn, vết máu dần dần khô cạn, vết thương chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, giống như yêu thú bị thương, dựa vào huyết khí cường đại, huyết nhục tái sinh. Mà hoa văn ưng trên đầu Kền Kền cũng ngừng nhúc nhích. Tứ tượng ưng chảo trận, hoàn toàn kích phát. Cả người Kền Kền tản mát ra yêu khí nồng đậm, rõ ràng nhìn là người, nhưng lại giống như là một con yêu thú ưng đội lốt người. Âu Dương Phong nhíu mày, sắc mặt âm trầm, chưa tu yêu công, nhưng có yêu lực. Đây không phải là tứ tượng trận đơn giản. Vân trên người ngươi, rốt cuộc là trận pháp gì? Kền Kền cười lạnh, thiên địa vô biên vô hạn, trận pháp tinh thâm mênh mông. Trận pháp của lão tử, há lại để cho các ngươi lợi ích cá nhân, lấy đệ tử thế gia tự cho mình là, thiên tài, ánh mắt hẹp hòi, có khả năng tìm hiểu được rõ ràng. Kền Kền nói xong, cười lạnh lùng, hai tay giơ lên, đầu ngón tay lại ngưng ra vuốt ưng sắc bén. Ta mở trận. Hôm nay, các ngươi phải chết ở chỗ này. Âu Dương Phong trầm giọng nhắc nhở cẩn thận. Mà Mặc Họa trước đó cũng đã chuồn mất. Hắn thấy Kền Kền hấp thu tứ tượng trận pháp chi lực, đầy người hình xăm, một bộ dáng đáng sợ, lập tức chạy xa xa trốn đi, đồng thời thi triển ẩn nấp thân hình, ẩn nấp khí tức. Kền Kền ngốc mới vừa động sát ý, muốn giết Mặc Họa trước, liền phát hiện Mặc Họa chẳng biết lúc nào, đã không thấy bóng người, thiếu chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu. Đồ hèn nhát, đồ nhát chết, Kền Kền nổi giận mắng. Mặc Họa lại không quan trọng. Ta là người nhát gan, ngươi có thể làm gì ta đây? Kền Kền thật đúng là không có biện pháp gì với Mặc Họa. Hiện tại thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng tăng không phải thần thức, trước đó không tìm thấy Mặc Họa, hiện tại tất nhiên còn tìm không thấy. Kền Kền lại mắng một câu, sau đó ánh mắt âm độc. Được, ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Ta trước đem ngươi mấy cái sư huynh này giết, đem hai cái sư tỷ này của ngươi lăng nhục, ngươi liền trốn ở một bên nhìn đi. Ánh mắt Âu Dương Phong lộ ra sát ý, Thượng Quan Húc và Hoa Thiền Thiền cũng giận dữ. Trên mặt Mộ Dung Thải Vân mang theo sương lạnh, nhưng vẫn trầm ổn nói. Ổn định tâm thần, đừng để bị khích tướng, liên thủ giết hắn. Lời còn chưa dứt, Kền Kền liền đột nhiên vọt lên, vút ưng tùm, vạch ra một đạo lục quang, thẳng đến cổ họng Mộ Dung Thải Vân. Mộ Dung Thải Vân nhíu mày, thi triển thân pháp lui về phía sau. Âu Dương Phong tiến lên, trường kiếm quét ngang, ngăn cản Kền Kền ngốc, chắn Mộ Dung Thải Vân ở phía sau. Móng vuốt sắc bén của Kền Kền vung lên, yêu lực khuấy động, liều mạng một chiêu với Âu Dương Phong. Âu Dương Phong chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, một cỗ yêu lực ẩn hàm mà sắc bén đâm vào cánh tay đau nhức, thân thể cũng bị đẩy lui mấy bước.
yêu lực này thật mạnh. Trong lòng Âu Dương Phong hơi run, càng thêm tập trung tinh thần, chuẩn bị ứng phó chiêu tiếp theo của Kèn Kèn, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột biến, hô. Thượng quan sư đệ, cẩn thận. Thì ra một chiêu của Kèn Kèn ngốc đẩy lui Âu Dương Phong, nhưng không thừa thắng xông lên, mà đột nhiên chuyển hướng, lợi chảo như gió, chụp vào Thượng quan Húc ở một bên khác. Thượng quan Húc thấy Kèn Kèn và Âu Dương Phong giao thủ, liền muốn ra tay giúp đỡ, nhưng vừa ra chiêu, trọng kiếm chỉ bổ được một nửa, chỉ thấy Kèn Kèn buông tha Âu Dương Phong, lao thẳng đến mình. Thân pháp Kèn Kèn nhanh, ra chiêu càng nhanh. Nhưng Thượng quan Húc trà trộn vào châu giới càn học mấy năm, kinh nghiệm giao chiến cũng không ít, biết rõ ra tay không thể tùy tiện dùng hết toàn lực, phải lưu lại một hai phần dư lực ứng biến. Cho nên mặc dù chiêu thức trọng kiếm hơi chậm, nhưng vẫn có thể lâm thời biến chiêu, dùng để ứng đối Kèn Kèn tập kích. Nhưng đúng lúc này, trong đôi mắt của Kèn Kèn, ánh đỏ lóe lên. Khí tức trên người hắn trong nháy mắt lại tăng vọt một mảng lớn. Trong trận pháp, hắn cố ý phong tồn, không hoàn toàn hấp thu yêu lực, trong nháy mắt tràn ngập tứ chi ngũ hài. Dưới yêu lực cường hóa, thân thể của Kèn Kèn càng cường hãn hơn, huyết khí của hắn càng thêm hùng hậu, chiêu thức càng thêm lăng lệ, thân hình cũng nhanh hơn một bậc. Mà thực lực của hắn, ở dưới trận pháp gia trì, cũng tiếp cận vô hạn. Chúc cơ hậu kỳ. Tất cả mọi người khiếp sợ biến sắc. Lúc này bọn họ đều hiểu. Con Kèn Kèn này đã nương tay. Hắn tận lực ẩn giấu một chút thực lực, chính là vì lúc lâm chiến, đột nhiên bạo phát, nghịch chuyển chiến cuộc. Sắc mặt Thượng quan Húc tái nhợt, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Âu Dương Phong giơ kiếm, Mộ Dung Thải Vân ngưng kết pháp thuật, Hoa Thiển Thiển khu xử linh châm, nhưng đều ngoài tầm tay với, căn bản không ngăn được thực lực bạo tăng của Kèn Kèn. Đúng lúc này, thủy quang lóe lên, một lồng giam thủy hành trống rỗng xuất hiện, bao phủ trên người Kèn Kèn. Kèn Kèn cười lạnh một tiếng, thân như chim ưng, chợt ra tốc, từ trong thủy lao thuật tập trung, dẫy thoát ra ngoài, sau đó giơ lên độc chảo xanh um, xé trúng tâm mạch Thượng quan Húc. Nhưng thủy lao thuật của Mặc Hỏa, mặc dù không thể vây khốn được Kèn Kèn, nhưng lại ép buộc hắn biến ảo thân pháp, cuối cùng vẫn phải kéo dài một hai hơi thở. Thượng quan Húc ở đây trong lúc nguy cấp, lui về sau một bước. Móng vuốt của Kèn Kèn xé quá sâu, hơn nữa đạo bào thái hư cũng có hiệu quả phòng hộ, tuy đạo bào bị xé ra vết máu, trọng thương chảy máu, nhưng không có thương tổn tới tính mạng. Không đợi Thượng quan Húc thở phào nhẹ nhõm, Kèn Kèn thừa thắng xông lên, muốn giết Thượng quan Húc trước. Thiếu một tu sĩ trọng kiếm kiềm chế như vậy, lại giết mấy người khác, nhất là hai nữ đệ tử từ xa sử dụng pháp thuật và linh khí, liền dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Mặc Hỏa nhanh hơn hắn, lại dùng thủy lao thuật, muốn vây khốn hắn tại chỗ. Kèn Kèn nhíu mày, lại cực lực thôi động thân pháp, tránh thoát khốn thuật này. Sau đó, Hoa Thiển Thiển mặc đạo bào bách hoa cẩm tú, điều khiển linh châm tấn công về phía Kèn Kèn. Kèn Kèn liên tục bị ngăn cản, trong lòng giận dữ, trận văn trên người nhúc nhích, cơ bắp cuồn cuộn, một luồng yêu lực màu xanh đậm quấn lấy móng vuốt, đột nhiên xé rách, tạo thành từng trận gió tanh. Yêu lực cường đại quét sạch, phá hủy toàn bộ bách hoa linh châm nhàn nhạt. Hoa Thiển Thiển thần thức đau đớn, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng, nhân cơ hội mang Thượng quan Húc đi xa. Trước ngực Thượng quan Húc có ba vết máu, máu chảy không ngừng, còn có kịch độc, nhất định phải nhanh chữa thương, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thượng quan Húc lập tức uống đan dược chữa thương. Hoa Thiển Thiển lấy linh châm dự bị từ trong túi trữ vật ra, bảo vệ trước người Thượng quan Húc. Nhưng loại linh châm này là đồ dự phòng, phẩm giai kém xa bách hoa linh châm mà nàng dùng trước đó, không tạo thành uy hiếp gì đối với Kèn Kèn, chỉ có thể dùng để phòng thủ, cũng bảo vệ Thượng quan Húc, để hắn chữa thương cho tốt. Trong nháy mắt, trong bốn người đã mất đi hai chiến lực. Kèn Kèn âm thầm lưu thủ, đột nhiên bạo khởi, hiệu quả khá cao, không khỏi âm trầm cười lạnh. Trước mắt có thể uy hiếp được hắn, trước mắt cũng chỉ có Âu Dương Phong và Mộ Dung Thải Vân. Kèn Kèn cũng không cho hai người cơ hội thở dốc, ánh mắt hung lệ, nhìn sói nhìn, sơ sẩy lại hướng Mộ Dung Thải Vân giết tới. Mà Âu Dương Phong, cho dù tu vi rơi xuống hạ phong, cũng không thể không cắn răng đọ sức với Kèn Kèn. Cầu học ở Đồng Châu Giới, giữa các tông môn, đồng khí liên chi. Giữa các tu sĩ, dù là môn phái khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút giao tình. Hắn không đành lòng nhìn sư đệ sư muội đồng hành, bị Kèn Kèn hạ độc thủ, nếu không hắn tất sẽ lòng sinh áy náy, hối tiếc cả đời. Âu Dương Phong thần sắc kiên định, ánh mắt sắc bén. Thế cục lập tức khẩn trương lên. Kèn Kèn lại lộ ra thần sắc nghiền ngẫm, hắn ngược lại muốn nhìn xem, hai người này có thể chống đỡ trong tay mình bao lâu. Một khi bọn họ thua, Kèn Kèn liếm liếm môi,
Ánh mắt lướt qua trên người Mộ Dung Thải Vân và Hoa Thiền Thiền, mặt lộ vẻ thèm thuồng. Bị vây ở trong thương sơn này đã lâu, hắn đã rất lâu không gần nữ sắc. Kền kền dục tâm động. Bỗng nhiên một đạo lam quang ngưng tụ thành lồng giam, lại bao phủ trên người hắn. Kền kền sơ suất, thân pháp chậm một bước, không tránh thoát được, bị thủy lao lạnh như băng giam cầm lại. Tuy chỉ có mấy hơi thở, nhưng loại cảm giác không khỏe chìm vào trong nước, đầu váng mắt hoa này, hắn vẫn cảm nhận được. Trong lòng hắn, trong nháy mắt không còn ý niệm, chỉ có buồn nôn thật sâu. Tiểu quỷ thối. Kền kền giận dữ. Chính mình chủ quan, không có né tránh, lại bị tiểu quỷ kia gài bẫy. Mà Âu Dương Phong cũng nhân cơ hội này, một kiếm quét qua cổ họng của hắn, không đâm sâu vào được, chỉ bị rách một lớp da. Ngũ hành linh quang của Mộ Dung Thải Vân cũng phá không mà đến, mặc dù lệch một chút, không có đánh trúng trán của kền kền, nhưng cũng đốt cháy nửa cái lỗ tai của nó. Kền kền bị thương, trong lòng hơi run. Còn chưa phải lúc, phải tập trung tinh thần, tốc chiến tốc thắng, nhanh bắt hai người này lại. Sau đó lại đi tìm tiểu quỷ kia phiền toái. Mắt hắn lộ hận ý, yêu lực không hề giữ lại, chiêu thức càng thêm lăng lệ, sát ý hướng về phía Âu Dương Phong. Cùng lúc đó, hắn cũng đề phòng thủy lao thuật của Mặc Hỏa. Chỉ cần có dấu hiệu bị thần thức khóa chặt, hoặc là quanh thân có sóng linh lực thủy hệ nhàn nhạt, phải kịp thời dựa vào thân pháp né tránh, miễn cho gặp phải độc thủ của tiểu quỷ kia. Kền kền toàn lực đề phòng, quả nhiên không bị trúng thủy lao thuật. Cùng lúc đó, hắn cũng tĩnh tâm lại, phân ra một bộ phận thần thức, hướng bốn phía nhìn quét. Hắn muốn tìm được dấu vết của tiểu quỷ kia. Nhưng bốn phía trống trải, thần thức hư bạch trong tầm nhìn, cũng không có tung tích của bất luận bóng người nào. Kền kền nhíu mày, tiểu quỷ này, tương đối kỳ quặc, thật sự không có chút tung tích nào. Tại sao? Là hắn có linh khí ẩn nấp, hay là thuật ẩn nấp của hắn quá cao minh, hoặc là thần thức quá mạnh mẽ? Ngốc Ưng âm thầm lắc đầu. Thần thức mạnh hơn, cũng không có khả năng để cho mình cũng không phát hiện được. Nếu không phải mình chủ quan, thủy lao thuật của tiểu quỷ này căn bản không khóa được mình, điều này có nghĩa là thần thức của hắn cũng sẽ không mạnh hơn mình. Nghĩ đến cũng đúng, tiểu quỷ này là trúc cơ sơ kỳ. Mà mình là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Thần thức của hắn, làm sao có thể mạnh hơn mình? Sở dĩ ẩn nấp tốt như vậy, sợ là trên người giấu bảo vật gì, hoặc là thân mang truyền thừa gì. Bảo vật ẩn nấp, đây chính là đồ tốt. Đôi mắt của kền kền hưng phấn. Nếu thật sự là như thế, vậy đại vận của mình sẽ đến. Sau đó bắt lấy tiểu quỷ này, hỏi đến tột cùng. Kền kền cười âm hiểm. Mặc Họa nằm sấp trong bụi cỏ, bỗng nhiên sinh ra báo động. Giống như một con kền kền hung ác đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặc Họa con mắt híp lại. Dám nhớ thương mình. Vậy con kền kền này không thể ở lại. Mình chỉ là một tiểu đệ tử thái hư môn khiêm tốn, an an ổn ổn tu luyện, nghiêm túc chân học trận pháp, cũng không muốn bị loại bại hoại. Kền kền, nhớ thương. Hơn nữa, hắn phải chứng minh trước mặt các sư huynh sư tỷ, bản thân rất lợi hại mới được. Chuyện này liên quan đến đại kế, hỗn, nhiệm vụ, kiếm công huân sau này của hắn. Còn có, chính là trận pháp tứ tượng. Tứ tượng trận pháp, bây giờ nhìn có chút yêu dị, không giống trận pháp đứng đắn gì, nhưng chính không đứng đắn, cũng phải tự mình xem qua, nghiên cứu qua mới biết được. Không thể quá võ đoán. Muốn cho loại trận pháp này một cơ hội. Nhớ đâu nó có thể cải tà quy chính thì sao? Không phải mình có thể đường đường chính chính đi học sao? Cho dù không thể học, nghiên cứu một chút, tương lai cũng nên đề phòng một chút. Mặc Họa lại tìm cơ hội, tiện tay ném mấy thủy lao thuật, thấy những thủy lao thuật này đều bị kền kền tránh thoát, mà trên mặt hắn mỉa mai cùng khinh thường, cũng càng thêm rõ ràng. Mặc Họa gật đầu. Con kền kền này, hôm nay chết chắc rồi. Nhưng thời cơ còn chưa tới, còn phải chờ thêm một chút. Mặc Họa đợi một hồi, đợi đến khi thương thế của Thượng Quan Húc tốt hơn một chút, Hoa Thiền Thiền cũng dùng đan dược, bổ sung một ít linh lực, hai người cũng cắn răng, lúc tham dự vây công kền kền, liền biết cơ hội tới. Đây là phe mình, thời điểm thực lực mạnh nhất. Mà kền kền cũng bị tiêu hao không ít linh lực. Lúc này, bắt không được hắn, vạn nhất bị hắn tìm được cơ hội, thật sự giết ngược sư huynh sư tỷ của mình, vậy thì không ổn. Hoặc là hắn ý thức được, chuyện không thể làm, vụng trộm chạy, cũng không được. Mặc Họa vụng trộm chạy đến bên cạnh Mộ Dung Thải Vân, nhỏ giọng nói. Sư tỷ. Mộ Dung Thải Vân đang toàn lực thi triển pháp thuật, hạn chế kền kền, nghe vậy cả kinh, nhìn thấy là Mặc Họa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó nàng lại nhíu chặt lông mày, vẻ mặt ngưng trọng, thở dài.
Mặc sư đệ, ngươi đi trước đi. Nếu tiếp tục đánh, thắng bại khó liệu, nàng cũng không thể bảo đảm an toàn cho Mặc Họa. Mặc Họa lại lắc đầu, hỏi. Sư tỷ, ngươi có loại pháp thuật thượng thừa uy lực rất mạnh không? Mộ Dung Thải Vân ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, biết thì biết, nhưng mà... Dưới loại tình huống này, thì triển loại pháp thuật này, nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa cũng chưa chắc có thể trúng mục tiêu. Cho dù trúng đích, cũng chưa chắc một chiêu có thể cường hóa nhục thân kinh qua trận pháp, tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, kèn kèn cường đại bị giết. Thi triển pháp thuật tiêu hao lớn như thế, một khi giết không được, bọn họ liền nguy hiểm. Mặc Họa vỗ ngực một cái, đã tính trước nói. Sư tỷ yên tâm, ngươi chỉ để ý thi pháp, những thứ khác giao cho ta. Mộ Dung Thải Vân kinh ngạc nói, giao cho ngươi. Ta biết một môn trận pháp, có thể tăng phúc ngũ hành chi lực, ngươi dùng pháp thuật thượng thừa, dưới uy lực tăng phúc, một chiêu liền có thể đem con kền kền kia làm thịt. Mặc Họa gật đầu. Mộ Dung Thải Vân há to miệng, ngươi, còn biết loại trận pháp này. Tăng phúc ngũ hành chi lực. Trận pháp ẩn chứa đại đạo, tinh thâm bác đại, có trận pháp không thể tưởng tượng gì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Mộ Dung Thải Vân kinh ngạc chính là, loại trận pháp cực hiếm này, Mặc Họa làm sao có thể biết. Rốt cuộc hắn học được từ đâu? Làm sao có thể học được? Mặc Họa khoát tay áo, đây đều là việc nhỏ. Mộ Dung Thải Vân giật mình, sau đó gật đầu. Thời gian có hạn, nàng quả thực cũng không rảnh rối rắm những thứ này. Mộ Dung Thải Vân trầm tư một lát, quyết định nói, được, ta thử một chút. Khi cần chặt đứt thì nhất định sẽ bị loạn. Vào lúc này, nếu như do dự, ngược lại sẽ mất đi chiến cơ. Hơn nữa, dọc theo con đường này, vị tiểu sư đệ Mặc Họa này, mặc dù tuổi còn nhỏ, tu vi không cao, nhưng lại hết sức cơ trí, nhận biết đối với trận pháp, cũng cực kỳ thâm hậu. Pháp thuật mà hắn biết tuy hiếm thấy nhưng thủ pháp lại rất tinh xảo. Huống chi, ánh mắt trong suốt của Mặc Họa, tất nhiên là một đứa trẻ tốt cực kỳ chính trực, sẽ không đánh chủ ý xấu. Lời của hắn, có thể tin tưởng một chút. Mộ Dung Thải Vân hạ quyết tâm, bèn nói, vậy trận pháp. Sư tỷ, tỷ thi pháp là được rồi, những thứ khác không cần phải xen vào. Mặc Họa nói. Mộ Dung Thải Vân ngẩn ra, nhưng vẫn tin vào Mặc Họa, hơi suy tư, liền nói với Âu Dương Phong. Phong sư huynh, kéo dài thời gian một chút. Âu Dương Phong nghe vậy giật mình, một lát sau đoán được kế hoạch của Mộ Dung Thải Vân, nhíu mày, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt. Mộ Dung sư muội nếu muốn dùng thượng thừa pháp thuật giết địch, tất nhiên có suy nghĩ của mình. Kéo dài xuống dưới, bản thân cũng là hành động bất đắc dĩ. Âu Dương Phong kiếm khí lạnh thấu xương, liền cùng Thượng Quan Húc, Hoa Thiển Thiển liên thủ kiềm chế kền kền. Vào lúc này, mọi người đều rất ăn ý. Mặc Họa gật đầu. Đệ tử thế gia, nếu có khả năng, đều sẽ học một chút đạo pháp thượng thừa. Nhưng dưới tình huống trước mắt, Âu Dương sư huynh tu vi thâm hậu, cần nhờ hắn kiềm chế thân hình nhanh, ra tay nhanh, thân thể cường hãn. Húc sư huynh đang có thương tích trong người. Thực lực của Hoa sư tỷ càng nhiều ỷ lại vào linh khí. Cho nên Mộ Dung sư tỷ tinh thông pháp thuật ngũ hành là nhân tuyển tốt nhất. Mặc Họa cũng muốn nhìn một chút, sau khi được ngũ hành pháp thuật thượng thừa tăng phúc của ngũ hành nguyên trận, uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đám người Âu Dương Phong dốc hết toàn lực quần chiến với kền kền. Việc này không nên chậm trễ, Mộ Dung Thải Vân cũng bắt đầu ngưng khí thi pháp. Trên người nàng, hiện ra ánh sáng năm màu mãnh liệt mà chói mắt, những ánh sáng này, ngưng tụ ở bên người nàng, giống như mây tía đầy trời, làm nổi bật lên hào quang óng ánh của nàng, như tiên tử trong mây. Ngũ hành Hà Quang Quyết. Đây là chân truyền của Thái Hư Môn, một môn pháp thuật gồm nhiều mặt ngũ hành, thượng thừa. Chỉ có điều, trong ngũ hành này, chỉ có một đạo kim quang, sáng chói dị thường. Đây là bởi vì bộ ngũ hành Hà Quang Quyết này dị thường cao thâm, Mộ Dung Thải Vân trước mắt chỉ học kim hệ pháp quyết, không thể ngũ hành hợp nhất. Nhưng dù vậy, ở trong lúc trúc cơ, uy lực của môn pháp quyết này cũng không tầm thường. Động tĩnh lớn như vậy, kền kền cũng đã nhận ra. Hắn tim đập thình thịch một lát, trong lòng cười lạnh. Ngu xuẩn! Lại muốn dùng đạo pháp thượng thừa, một chiêu giết ta. Rốt cuộc vẫn là đệ tử tông môn, luận kiếm luận đến ngu ngốc, chỉ biết học những chiêu thức lớn vô dụng kia. Trận chiến sinh tử chân chính nào có nhiều lòe loẹt như vậy, chỉ chú ý giản dị hữu hiệu. Nếu loạn đao có thể chém chết người, vậy đừng giảng quy tắc, dùng loạn đao chém chết, không cần có chiêu thức dư thừa, bằng không chết liền có thể là ngươi. Pháp thuật thượng thừa. Kền kền nhìn Mộ Dung Thải Vân, hừ lạnh một tiếng. Không nói đến, dựa vào uy lực của pháp thuật này, có thể giết mình hay không?
Cho dù có thể giết, thần thức có thể khóa chết mình hay không, vẫn là một vấn đề. Một khi thất thủ, cái này pháp thuật không còn, cái kia chết, nhưng chính là các ngươi. Đôi mắt của Kền Kền âm độc, không hề sợ hãi. Linh lực của Mộ Dung Thải Vân đang tiếp tục từng chút một, khí tức của nàng cũng đang dần dần tăng lên, nhưng uy lực mạnh mẽ này cũng chỉ khiến cho Kền Kền kiêng kỵ một chút. Đúng lúc này, bàn tay nhỏ nhắn của Mạc Hỏa chỉ xuống mặt đất. Một đạo màu vàng ròng, ẩn chứa ngũ hành bản nguyên chi lực trận văn, uốn lượn hiển hiện, ngưng kết thành trận. Nhất phẩm thập tam văn, kim nguyên tuyệt trận. Mộ Dung Thải Vân đang thi pháp, con người co rụt lại. Đây là tuyệt trận. Hơn nữa, Mộ Dung Thải Vân lộ ra vẻ mặt khó tin. Tiểu sư đệ này, vừa rồi là vẽ trận pháp như thế nào? Ngón tay điểm xuống đất một cái, trận pháp liền hiện ra. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm thấy thưởng thức của mình có chút thác loạn. Từ lúc nào, trận pháp là vẽ như thế này rồi? Mà khi Mặc Hỏa rót thần thức vào, trong nháy mắt vẽ xong kim nguyên tuyệt trận, một cỗ kim quang huyền diệu, trong suốt, trong nháy mắt bay lên, bao trùm ở trên người Mộ Dung Thải Vân. Mộ Dung Thải Vân đứng trên kim nguyên tuyệt trận, chỉ cảm thấy kinh mạch hơi đau, linh lực lưu chuyển tăng lên, mà linh lực kim hệ của nàng sao động bất an, giống như là bị rót vào nguyên lực ngũ hành, mà đang không ngừng. Sôi trào. Linh lực sôi trào. Ánh mắt Mộ Dung Thải Vân chấn động. Sau đó pháp thuật ngưng kết xong, kim hệ ngũ hành hà quang quyết của nàng, linh lực cô đọng, như nước vàng nóng bỏng, quang mang vạn trượng, mãnh liệt mênh mông. Môn tuyệt trận này, phảng phất như đem pháp thuật thượng thừa của nàng, cứng rắn tăng lên một cấp bậc. Kền Kền ở xa xa thần sắc đại biến, con người khiếp sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Uy lực pháp thuật này, làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Hắn không nói hai lời, nhanh chân bỏ chạy. Mấy người Âu Dương Phong cũng khiếp sợ uy lực của ngũ hành hà quang quyết, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhao nhao xuất thủ, muốn giữ Kền Kền lại. Mà Mộ Dung Thải Vân đã dùng thần thức khóa chặt con Kền Kền ngốc. Bàn tay trắng nõn của nàng chỉ một cái, được kim nguyên tuyệt trận gia trì, hào quang màu vàng đầy trời, liền phô thiên cái địa, hướng về phía con Kền Kền kia quét tới. Trong đôi mắt của Kền Kền hiện lên ánh sáng xanh, trận văn trên người lúc sáng lúc tối, khí tức của hắn cũng mờ nhạt hơn một chút. Cùng lúc đó, trên người hắn, yêu khí đột nhiên nồng đậm, làm mơ hồ cảm giác của thần thức. Mộ Dung Thải Vân lập tức hoa dung thất sắc, thần thức khóa chặt sai lầm. Hào quang đầy trời, sáng lạn mà duy mỹ, lại ẩn chứa sát cơ, hướng Kền Kền xoắn giết mà đi, nhưng tại thời khắc sống còn, tựa hồ đã mất đi mục tiêu, cũng vô pháp lại thay đổi quy tích. Trên mặt Kền Kền vừa kinh hoàng vừa vui mừng. Không hổ là tứ tượng trận pháp của Đại Hoang Nhất Mạch. Lại cứu mình một mạng. Kền Kền cười lạnh một tiếng, xoay người muốn chạy ra khỏi hào quang. Nhưng vào lúc này, xa xa Mặc Hỏa cũng mỉm cười, vươn bàn tay nhỏ tả. Linh lực của hắn thôi phát đến cực hạn. Con người của hắn nổi lên quỷ văn đen kịt. Thần thức của hắn cường đại mà cứng cỏi, giống như là từng sợi xiềng xích, xuyên thấu xương mù tứ tượng trận, gắt gao khóa chặt Kền Kền ngốc có ý đồ chạy trốn. Thần niệm cường đại hàng lâm. Kền Kền lòng có cảm giác, nụ cười lập tức cứng đờ, trên mặt trắng bệch. Mình bị thần thức khóa cứng. Phụ cận có tu sĩ cấp cao. Sao lại như vậy? Thần thức khóa chặt, sau đó là pháp thuật. Kền Kền lòng sinh báo động. Pháp thuật gì, sắp tới rồi. Không đến một hơi thở, loại cảm giác quen thuộc, khiến người ta buồn nôn kia, cảm giác ngạt thở như ngâm nước truyền đến. Xiềng xích quấn quanh người, thủy lao giam cầm. Con ngươi Kền Kền co rụt lại, khó có thể tin. Thủy lao thuật, là tiểu quỷ kia. Trong chớp mắt, Kền Kền đột nhiên hiểu ra. Mình bị lừa rồi. Bị tên tiểu quỷ kia lừa. Thần thức của hắn rõ ràng có thể khóa kín chính mình, thủy lao thuật của hắn rõ ràng có thể lệ vô hư phát. Nhưng mà tiểu quỷ kia, hắn lưu thủ, hắn nhường. Lúc trước hắn thi triển thủy lao thuật, nhiều lần thất thủ, không thể vây khốn chính mình, chính là vì để cho mình chủ quan, để cho mình buông lỏng cảnh giác, để cho mình cho rằng. Thần thức của hắn không bằng mình, pháp thuật của hắn cũng không khóa được mình. Sau đó ở thời khắc quan trọng nhất, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử chỉ cách nhau một làn danh. Hắn mới nghiêm túc, lấy thần thức cường đại, khóa kín chính mình, lấy cực kỳ nhanh chóng, dị thường tinh chuẩn thủy lao thuật, khống chế chính mình. Đem chính mình giam cầm ở trong đó, những thứ này ẩn chứa linh lực bành trướng, uy lực cường đại, dưới ngũ hành hào quang. Tựa như một con rắn độc nhỏ. Khiêm tốn, ẩn nhẫn, ngủ đông, sau đó bất chi bất giác, lộ ra răng nanh âm hiểm. Cắn người không đau, nhưng vừa ra khỏi miệng,
lại có thể lấy mạng của ngươi. Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Hắn lửa giận thiêu đốt tâm can, gần như muốn hộc máu, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ. Tiểu quỷ này, vì sao thần thức lại mạnh như thế? Hắn trà trộn vào Càn Châu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị một thằng danh con rắm chó dùng thần thức âm đến. Đây là lần đầu tiên, hơn nữa rất có thể, cũng là lần cuối cùng. Kền Kền nhìn ánh sáng đầy trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn không biết tại sao pháp thuật này lại có uy lực khủng bố như thế, nhưng trong lòng hiểu rõ, chỉ cần mình chạy không thoát, bị hào quang bao phủ, chắc chắn phải chết. Trận văn trên da đầu Kền Kền bỗng nhiên tỏa sáng, màu xanh lục chói mắt. Hắn dường như đã thúc giục toàn bộ sức mạnh của tứ tượng trận pháp này, da đầu không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu nứt ra huyết văn, máu tươi chảy ra, từ đỉnh đầu chảy xuống. Hắn mặt đầy vết máu, chật vật dữ tợn. Hắn muốn liều mạng một lần. Dưới toàn lực kích phát, huyết nhục và yêu lực của Kền Kền dung hợp đến cực hạn, thân thể gần như vặn vẹo biến hình, dường như yêu lực không chịu khống chế, tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Cả người hắn cũng trở nên không giống người, cũng không giống yêu. Nhưng yêu lực của nó cũng càng thêm điên cuồng. Yêu lực bành trướng, nhục thân vặn vẹo, thủy lao thuật trong nháy mắt bị phá vỡ, linh lực giải cấu, hóa thành nước đọng, tiêu tán vô hình. Kền Kền lấy lại tự do, nhe răng cười một tiếng, muốn chạy trốn. Ngay vào lúc này, trong đôi mắt mặc họa, sương mù màu đen quỷ dị, vẫn cuồn cuộn không ngừng. Trong đồng tử, trọng ảnh hiện hiện. Quỷ tính thi triển đến cực hạn, thần thức cũng lưu chuyển đến cực hạn. Mặc họa dùng thần thức, lại một lần nữa khóa chặt Kền Kền ngốc. Không đến một hơi, linh lực mặc họa lưu chuyển, lại ngưng kết một thủy lao thuật, lại một lần nữa tinh chuẩn không sai, khóa chặt Kền Kền ngay tại chỗ. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Kền Kền trắng bệch, mắt lộ ra vẻ kinh khủng. Lần này, hắn cảm nhận được rõ ràng. Loại thần thức này, ẩn chứa sát ý ngây thơ lại lạnh như băng. Rõ ràng trên cảnh giới không vượt qua thập lục văn, nhưng lại có một loại cường hoành nghiền ép. Thậm chí có thể khóa kín chính mình, để cho mình căn bản không có cách tránh thoát. Không thể tưởng tượng nổi, cường đại mà cứng cỏi, vừa có một loại cảm giác thâm sâu khó lường, lại có một loại cảm giác quỷ dị biến hóa ngàn vạn. Đây căn bản không giống như là thần thức của người. Con người của Kền Kền run rẩy dữ dội. Tên tiểu quỷ kia, đến tột cùng là người hay quỷ, hay là tà thần? Trong cơ thể hắn, lẽ nào cũng ký túc, giống như thần chủ. Đạo ngoại chi thần. Bản thân hắn không phải người, chỉ là một bộ ký chủ máu thịt của đạo ngoại chi thần. Kền Kền khó khăn quay đầu, nhưng trong tầm mắt không có bóng dáng mặc họa. Nếu không phải mình nhận ra thần thức của hắn, có thể chết như thế nào, là chết trong tay ai, mình cũng không biết. Hạ quang tới gần, linh lực kim hệ sắc bén cắt ra thịt hắn. Chân phải của hắn đã bị linh lực tiêu mất, lộ ra xương trắng. Cho dù là bạch cốt, cũng đang dần dần bị phong hóa. Mặt Kền Kền lộ vẻ tuyệt vọng. Sau đó lại có vẻ siêu thoát lạnh nhạt, thành kính như quy y. Giọng nói của hắn khàn khàn mà trầm thấp, im lặng thì thầm. Vạn kiếp bất diệt, hoang thần bất tử. Rơm rạ chúng sinh, hồn về. Nhưng hắn chưa nói xong, đã bị hào quang ngũ hành nuốt chửng. Kim quang lan tràn, linh lực như lưỡi dao, cắt thân thể hắn thành thương tích khắp người. Vết thương vỡ vụn, máu chảy ra, lại trong nháy mắt bị linh lực rào sát làm bốc hơi. Con Kền Kền trong nháy mắt mất mạng. Nằm dạp xuống đất, tử trạng thê thảm, khó coi. Mà hào quang đầy trời cũng theo đó rơi xuống mặt đất, xoắn cây rừng khắp núi thành mảnh vụn, đem núi đá khắp nơi, vỡ thành bột mịn. Thậm chí ngay cả mây mù và chướng khí cũng bị xua tan. Linh lực màu vàng kim vẫn lưu lại trong núi, giống như ánh nắng bị cắt nhỏ, chỉ có bên trong là ẩn chứa sát khí. Đám người Âu Dương Phong thần sắc chấn động. Vậy mà, thật sự giết. Chiêu pháp thuật này, uy lực không ngờ lại mạnh như vậy. Thật sự một chiêu, liền đem con Kền Kền bị trận pháp yêu dị gia trì, nhục thân cường hãn này, chấn giết. Mọi người đang thất thần, bỗng nhiên thấy một cái hỏa cầu thuật, sơ sẩy bay qua trước mắt, bay đến nơi xa, nổ ở trên thi thể của con Kền Kền đã chết. Một tiếng ầm vang, thi thể của hắn bị nổ bay lên, lại rơi trên mặt đất, lăn lộn một vòng, lúc này mới ngừng lại, không có bất kỳ động tĩnh gì. Hiển nhiên là đã chết hẳn. Mọi người há to miệng, nói không ra lời, tất cả không khỏi đều quay đầu, nhìn về phía mặc họa dùng hỏa cầu thuật quất thi. Mặc họa trừng mắt nhìn, đương nhiên nói. Người này quá xấu, ta bổ một đao, xác nhận hắn chết hay chưa. Mặc dù trong lòng mặc họa xác định, con Kền Kền này đại khái đã chết, trong cảm giác thần thức, hắn cũng không còn khí tức,
linh lực hỗn loạn, lại dần dần tiêu tán. Nhưng cẩn thận thì phải đến vạn năm. Không có việc gì bổ sung mấy cái hỏa cầu, tóm lại là không sai. Hơn nữa không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Con kền kền ngốc này, mánh khóe không ít, da dày thịt béo, rất khó đối phó. Mặc Hỏa có chút ngứa tay, còn muốn bổ thêm mấy quả cầu lửa, nhưng thấy tất cả mọi người yên lặng nhìn hắn, có chút ngượng ngùng, nói. Hay là các ngươi bổ sung thêm mấy lần, ta bổ sung qua. Thượng quan Húc có thương tích trong người, nhìn Mặc Hỏa, trong lòng yên lặng thở dài. Mặc sư đệ này, không thể nói có khác biệt với lời dặn dò của thím, chỉ có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Hắn còn nhớ rõ, trước khi nhập môn, thím đã dặn đi dặn lại, nói Mặc sư đệ này ngây thơ nhu thuận, tâm địa thiện lương, không có tâm nhãn gì. Tu vi lại không cao, nhục thân lại yếu, chỉ biết một chút trận pháp, đánh nhau khẳng định chịu thiệt, dễ dàng bị người khi dễ, để cho mình chiếu cố hắn nhiều một chút. Mình thiếu chút nữa đã tin rồi. Hiện tại xem ra, tiểu sư đệ này âm hiểm như vậy. Không, thông minh như vậy, trúc cơ trung kỳ hỗn chiến, đều có thể hỗn, thành thạo điêu luyện. Cho dù là kền kền hung ác lão luyện, gian xảo tinh vi, cũng bị thuật ẩn nấp của hắn, đùa bỡn, bị thủy lao thuật của hắn trêu chọc, còn bị hỏa cầu thuật của hắn tiên thi. Thượng quan Húc thở dài. Những đệ tử thế gia mới nhập môn thái hư môn, non nớt như sơn dương. Hắn cũng không tin, trong đệ tử cùng khóa, ai có bản lĩnh có thể khi dễ đến tiểu sư đệ hắn. Hoặc là nói, ai khi dễ ai, còn chưa nhất định đâu. Ánh mắt ba người Âu Dương Phong nhìn Mạc Hỏa cũng có chút là lạ. Nhất là Mộ Dung Thải Vân, càng giật mình không thôi. Hắn không nghĩ tới, nửa đường kéo đến góp đủ số, lại là một sư đệ như thế. Am hiểu ẩn nấp, tinh thông trận pháp, cảm giác nhạy cảm, còn có loại thủ đoạn không thể tưởng tượng, hỏa địa vi trận. Cùng với tuyệt trận cực kỳ hiếm có, ngũ hành tăng phúc kia. Ngoại trừ năng lực chính diện giao phong quá yếu, các phương diện khác đều mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Còn có thủy lao thuật, quá nhanh, hơn nữa quá tinh chuẩn. Kền kền chết dưới ngũ hành hà quang quyết, nhưng cuối cùng chết bởi hai đạo liên tục, không có uy lực, nhưng lại tinh vi đến cực điểm. Mặc Hỏa thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, có một chút chột dạ, liền nói. Sư huynh, sư tỷ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta thu túi chữ vật, nhặt đồ, nên trở về rồi. Đám người Âu Dương Phong nghe vậy ngẩn ra. Mộ Dung Thải Vân nhìn Mặc Hỏa, vẻ mặt càng thêm cổ quái. Sư đệ, ngươi, thường xuyên làm loại chuyện này. Giết người xong nhặt túi chữ vật, sao nhìn, lại thuần thục như vậy. Mặc Hỏa theo thói quen gật đầu, điểm đến một nửa, lại vội vàng lắc đầu, nói. Không quen, không quen, chuyện nguy hiểm như vậy, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Mộ Dung Thải Vân bất đắc dĩ thở dài. Mấy người khác cũng nhìn nhau cười khổ. Nhưng thời gian không còn sớm, bọn họ trải qua khổ chiến, linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, còn có người bị thương, cho nên phải thu thập một chút, chuẩn bị trở về. Trước khi trở về, phải quét sạch chiến trường trước, thu chiến lợi phẩm. Vì để tránh bỏ sót, mọi người cùng nhau thanh tẩy, tâm tình những người khác thả lỏng, nhưng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, chỉ có Mặc Hỏa tinh thần sáng láng. Nhặt túi chữ vật, loại chuyện này hắn thích làm nhất. Nhưng trận pháp vẫn quan trọng hơn. Đầu tiên hắn phá hủy từng cái trận pháp phụ cận. Đem linh thạch cung cấp cho mắt trận trong trận pháp, trước tiên cho, chưa thu, sau đó lại tra trận xu, xem trận văn, có tri thức trận pháp mình chưa từng học hay không, nếu có, thì cẩn thận ghi nhớ. Chí giả ngàn lo, tất có một mất. Thiên hạ này nhiều trận sư như vậy, luôn có người sẽ có một ít đồ vật mình không biết. Phải học được lấy thừa bổ thiếu, tập trung ý kiến rộng rãi. Huống chi, tiêu chuẩn trận pháp của kền kền rõ ràng rất mạnh, chỉ là am hiểu loại hình trận pháp nên hơi lệch lạc một chút. Sau khi phá trận pháp xong, Mặc Hỏa lại vào sơn động nhìn một chút. Nơi này hiển nhiên là nơi nhóm tội tu này tạm thời nghỉ chân, có một ít dấu vết sinh hoạt, cũng có một số trận pháp lò bếp, nhưng cực kỳ đơn sơ. Ngoài ra, còn có một số xương cốt yêu thú. Nhìn rất nhỏ, không giống xương thú cỡ lớn, càng giống xương tay và thước của tay. Trên núi đá gần đó cũng có một ít lông vũ màu nâu nhạt. Yêu thú, ưng. Mặc Hỏa nhíu mày. Hắn lại nghĩ tới, trên đầu kền kền, trận pháp như hoa văn của ưng. Tứ tượng trận pháp, có liên quan đến yêu thú. Nhưng loại quan hệ này, đến tột cùng là cái gì? Tứ tượng trận là cấu thành như thế nào, bọn họ là dùng yêu thú như thế nào, để vẽ tứ tượng trận? Thông qua tứ tượng trận, hấp thu yêu lực, cường hóa nhục thân. Chẳng phải là sẽ biến thành nhân yêu. Giống như lúc diều hâu gần chết.
kích phát trận pháp quá độ, hấp thu yêu lực, khiến cho một thân huyết nhục đều bị yêu lực đồng hóa, mất nhân tính, biến thành bộ dáng nửa người nửa yêu. Nếu như mình học xong tứ tượng trận, có thể cũng biến thành bộ dáng này hay không? Mặc Hòa suy nghĩ một chút, cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn như bây giờ rất tốt. Hắn cũng không muốn thật sự biến thành tiểu quái vật. Biến thành cái loại nửa người nửa yêu kia, về sau còn thế nào gặp cha mẹ, còn có tiểu sư tỷ của mình. Nhất định phải thận trọng điểm. Mặc Hòa suy nghĩ một chút, lại tìm kiếm phụ cận, nhưng vẫn không có dấu vết trận pháp khác, sách, ngọc giản, trận văn đều không có. Hắn lấy thần thức nhìn quét, lấy diễn toán nhìn trộm, cũng không phát hiện dấu vết để lại. Xem ra, chỉ có thể đợi lát nữa tìm trên người con kền kền này. Rất nhanh, mọi người đã vơ vét xong, tất cả túi trữ vật đều tập trung lại với nhau. Đám người Âu Dương Phong xuất thân thế gia, rất nhiều thứ không lọt mắt, cho nên thu thập sơ sài, chỉ chọn một ít thứ dễ thấy. Mặc Hòa thì khác, hắn vơ vét cực kỳ tỉ mỉ. Phàm là có một chút đồ vật kỳ quặc, hắn đều vơ vét tới, bày ở trước mặt, chất đống đầy đất. Hiện tại toàn bộ sơn động gần đó đã bị châu chấu gặm sạch sẽ. Thượng quan Húc nói, sư đệ, những thứ này phần lớn. Không có tác dụng gì chứ. Để phòng ngừa vạn nhất. Mặc Hòa nói, vạn nhất giữ lại trận pháp, trận văn gì đó, hiện tại kiểm tra một lần, còn có thể tìm được cá lọt lưới. Được rồi. Bọn họ phát hiện, vì tiểu sư đệ này rất chấp nhất đối với trận pháp, thật sự một chút xíu manh mối cũng không buông tha. Sau đó bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm. Mặc Hòa cũng thật sự từ trong những phế phẩm thất linh bát lạc này bới ra một ít trận văn vụn vặt. Không nhìn ra lai lịch gì, nhưng Mặc Hòa cũng tỉ mỉ ghi nhớ từng cái. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Những thứ khác đều là linh thạch, linh khí, đan dược, những thứ tu sĩ thường thấy. Một ít sách ngọc giản cũng không có gì hiếm lạ. Những chuyện này do Mộ Dung Thải Vân làm chủ. Mọi người chia đều linh thạch. Những tội tu này làm không ít chuyện xấu. Linh thạch trên người cũng là một số lượng không nhỏ. Nhưng đây chỉ là đối với Mặc Hòa mà thôi. Mộ Dung Thải Vân bọn họ đều xuất thân thế gia, không thiếu những linh thạch này, cho nên lúc được chia linh thạch, thần sắc vẫn như thường. Trong đám người, chỉ có Mặc Hòa mặt mày hớn hở, rất là vui vẻ. 23.000 linh thạch. Đủ để bản thân dùng thời gian rất lâu. Quả nhiên, đến Càn Châu này, linh thạch tiêu nhiều, kiếm cũng nhiều. Mặc Hòa đắc ý thu linh thạch lại. Những thứ còn lại thì không có cách nào chia đều. Hơn nữa đều là tang vật, không dễ xử lý. Dựa theo lệ cũ, trước tiên phải giao cho đạo đình ti đăng ký vào sổ sách, sau đó quy ra thành công huân, mọi người lại xem xét, phân chia những công huân này. Đối với đệ tử tông môn mà nói, công huân quan trọng hơn linh thạch. Những vật này, rất nhanh đã được xử lý xong. Nhưng Mạc Hòa có chút thất vọng. Vô luận là mình vơ vét hay là mọi người vơ vét, đều chỉ có vụn vặt trận văn, không có trận đồ tứ tượng trận pháp chính thức. Nhất là trận pháp kền kền vẽ trên đầu chọc. Sắc trời dần tối, gió núi se lạnh. Mọi người đứng dậy muốn đi, Mặc Hòa suy nghĩ một chút, lúc này mới uyển chuyển đưa ra yêu cầu của mình. Mộ Dung sư tỷ, ta có thể xem trận pháp trên đầu kền kền không? Thi thể của con kền kền ngốc được giấu vào trong một cỗ quan tài đơn giản. Đây là muốn nộp lên đạo đình ti, dùng để hoàn thành treo thưởng, đổi công huân. Trận pháp trên đỉnh đầu hắn, Mặc Hòa còn chưa kịp nhìn kỹ. Mộ Dung Thải Vân hơi nhíu mày, cân nhắc nói. Khặc khặc khặc, biết đó là trận pháp gì không? Mặc Hòa gật đầu, hẳn là tứ tượng trận. Mộ Dung Thải Vân thở dài, đây, không phải là tứ tượng trận bình thường, hoặc là nói, không phải là tứ tượng trận bình thường. Tứ tượng trận mặc dù vận dụng thú văn, cũng không yêu gì hung lệ như vậy. Bằng không mà nói, toàn bộ tứ tượng trận pháp sẽ bị phân loại đến trong tà trận hoặc là trong ma trận, bị đạo đình triệt để phong cấm. Tứ tượng trận của con kền kền này mượn yêu lực dung hợp huyết nhục, sợ là dùng một chút bàng môn tà đạo. Sư đệ tốt nhất đừng học. Mặc Hòa gật đầu, nhưng vẫn nói ta không phải học, ta chỉ nghiên cứu một chút, phê phán một chút. Phê phán? Tiểu sư đệ này nói chuyện thật sự là thông minh kỳ quái. Mộ Dung Thải Vân vẫn có chút do dự. Mặc Hòa liền nói, ta chủ yếu là lấy về cho Tuân lão tiên sinh xem một chút. Mặc Hòa lại đem Tuân lão tiên sinh ra ngoài. Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Mộ Dung Thải Vân nghe thấy Tuân lão tiên sinh thì hơi giận mình, sau đó liền nhẹ nhõm hơn vài phần, chậm rãi gật đầu nói. Đã như thế, vậy ngươi xem một chút đi. Vì thế mọi người lại vì Mặc Hòa mở quan tài kền kền ngốc ra.
Nó hấp thu tứ tượng trận quá độ, yêu lực bành trướng, nhục thân biến hình, lại bị pháp thuật thượng thừa của Thái Hư Môn, ngũ hành hà quang quyết chấn sát, sau khi chết còn bị mặc hỏa, bổ thêm một cái hỏa cầu thuật. Cho nên thi thể đã không còn hình người gì nữa. Nhưng trận văn trên người hắn, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại, giống như là mặc hỏa trong lòng khẽ động. Có sinh mệnh của mình. Sinh mệnh. Đáy lòng mặc hỏa run lên, chuyên tâm đánh giá bộ trận pháp này. Bộ tứ tượng trận pháp này, không giống như là bức tranh đi lên, giống như là phụ thuộc ký sinh đi lên. Bản thân trận thức cực kỳ vững chắc, cho dù sử dụng quá độ, lại tiếp nhận pháp thuật uy lực lớn, cũng có thể bảo trì trận văn bản thân và trận xu hình chế không thay đổi. Mặc hỏa lấy giấy bút ra, trong lòng hơi thôi diễn, sau đó vừa xem vừa ghi nhớ. Tốn gần nửa canh giờ, ghi chép lại trận đồ tứ tượng trận pháp trên đầu con kền kền ngốc. Mấy người Mộ Dung Thải Vân ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến khi Mặc Hỏa ghi nhớ xong trận pháp, cũng cất ký trận đồ, lúc này mọi người mới đứng dậy, đi đường suốt đêm, đến điểm Thương Thành. Để tránh đêm dài lắm mộng, bọn họ đi đạo đình ti trước, nộp thi thể của kền kền, cũng nói đơn giản nhân quả trước sau. Đương nhiên, làm sao giết được kền kền, một ít chi tiết đạo pháp và trận pháp liên quan, cũng chỉ nói đại khái. Việc quan hệ công pháp cùng đạo pháp truyền thừa của tu sĩ, chiến đấu kỹ càng, đạo đình ti cũng sẽ không truy hỏi quá nhiều. Sau đó, chính là chuyện của đạo đình ti. Kiểm kê tang vật như thế nào, quy ra công huân như thế nào, định tội thị chúng như thế nào với kền kền đã chết. Còn có, mặc dù kền kền đã chết, thi thể cũng được đưa đến đạo đình ti, nhưng dưới tay hắn còn có mấy tội tu, đồng dạng việc xấu loang lổ tại đạo đình ti có án cũ. Mấy tên tội tu này, chết ở điểm Thương Sơn. Cũng phải đi nhặt xác chấp ti của đạo đình ti, sau đó thẩm tra đối chiếu danh sách truy nã, xóa bỏ từng cái, đồng thời cũng có thể quy ra một ít công huân. Những việc này, phải do đạo đình ti xử lý từng cái. Mà nhiệm vụ của mấy người mặc hỏa, đến đây là kết thúc. Sau khi việc này chấm dứt, mọi người liền đến khách sạn điểm Thương Thành, tạm thời nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại trở về Thái Hư Môn. Mặc dù bôn ba một ngày, nhưng buổi tối, mặc hỏa vẫn ở trên đạo bia, luyện một đêm trận pháp. Luyện tập là trận pháp bình thường, mục đích là vì tăng cường thần thức. Về phần tứ tượng trận, vì để tránh cho ngoài ý muốn, Mặc Hỏa tính toán sau khi trở về tông môn, lại cẩn thận nghiên cứu. Lỡ như xảy ra vấn đề gì thì cũng có Tuân lão tiên sinh vạch trần. Ngày kế tỉnh lại, tâm tình mọi người vui vẻ, liền quyết định lưu lại nửa ngày, hơi thư giãn một chút. Mặc Hỏa cũng cảm thấy cơ hội khó có được, liền đi theo các sư huynh sư tỷ, ăn nhờ ở đậu, chơi ở điểm Thương Thành nửa ngày, mua một ít đồ vật mới lạ. Buổi chiều bọn họ sẽ lên đường trở về tông môn. Trước khi đi, Mộ Dung Thải Vân và Âu Dương Phong lại đi đạo đình ti ở điểm Thương Thành một chuyến, đơn giản làm chút thủ tục, nói thêm một chút chuyện đã trải qua, liền coi như kết thúc công việc này. Lúc trở về, Mộ Dung Thải Vân còn mang theo một cái túi chữ vật có ấn ký của đạo đình ti. Mộ Dung Thải Vân mở túi chữ vật ra, đây là đạo đình ti lui xuống. Cũng là đồ trên người mấy tội tu này, nhưng không có tác dụng gì, quy ra không thành công huân, liền trả lại cho chúng ta. Các ngươi nhìn xem. Có gì muốn thì tự mình cầm đi đi. Mộ Dung Thải Vân lật từng món đồ ra bên ngoài, có một số đan dược bình thường, có một số linh khí bị tổn hại, còn có một số tranh chữ. Đích xác cũng không tính là quý trọng. Bỗng nhiên Mặc Hỏa tinh mắt, thấy được một tấm lệnh bài. Hắn vội hỏi, Mộ Dung sư tỷ, tấm lệnh bài này là cái gì? Mộ Dung Thải Vân nhìn một chút, chần chờ nói. Cái này hình như là, truyền thư lệnh, truyền thư lệnh. Mộ Dung Thải Vân gật đầu, chính là lệnh bài dùng để truyền lại tin tức văn thư cho tu sĩ, có chút giống với tông môn lệnh của chúng ta, nhưng công dụng lại thô thiển hơn rất nhiều. Mặc Hỏa nghi hoặc, đây cũng là trên người bọn hắn. Vì sao lúc trước ta không lật được? Mộ Dung Thải Vân cười nói. Loại chuyện lục soát này, đạo đình ti kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, có chút thủ đoạn, cũng chỉ có đạo đình ti mới biết được, chúng ta lục soát không được là rất bình thường. Mặc Hỏa gật đầu. Lại hỏi, vậy trong truyền thư lệnh này, có tin tức gì quan trọng không? Mộ Dung Thải Vân khẽ dùng thần thức nhìn, lắc đầu, xem ra chỉ là truyền thư lệnh bình thường, không có gì đặc biệt, hơn nữa văn tự trong này đều bị người ta xóa sạch. Mặc Hỏa hơi kinh hãi, lau sạch. Mộ Dung Thải Vân gật đầu, hiện tại bên trong trống không, không có gì cả. Cũng không biết, tin tức bên trong là do kền kền trước khi chết xóa đi, hay là bị đạo đình tiêu diệt. Đôi mắt Mặc Hỏa hơi sáng lên. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nói. Sư tỷ, lệnh bài này, có thể cho ta chơi không? Cho ngươi chơi một chút.
Mộ Dung Thải Vân nghe đứa nhỏ này nói như vậy thì có chút dở khóc dở cười. Truyền thư lệnh không phải để chơi. Nhưng mà Mạc Họa đã yêu cầu như vậy, nàng cũng không cự tuyệt. Những thứ trong túi trữ vật này vốn là thứ mà mọi người đều có nhu cầu riêng. Một cái truyền thư lệnh trống không, nàng giữ lại cũng vô dụng. Được rồi. Mộ Dung Thải Vân đã xóa đi nội dung chế tạo từ Bạch Ngọc, truyền thư lệnh trống không, đưa cho Mạc Họa. Tạ ơn sư tỷ. Mạc Họa vui vẻ tiếp nhận, trở thành bảo vật đồng dạng thu vào. Mộ Dung Thải Vân bật cười, khẽ lắc đầu. Những vật còn lại, mọi người phân chia đơn giản. Bởi vì vốn là đạo đình ti bên kia, chọn còn lại, lại không quý trọng, cho nên cơ bản ai mở miệng muốn, Mộ Dung Thải Vân liền cho. Cuối cùng, một khoản chiến lợi phẩm, chia của, xong, mọi người liền dẹp đường về tông. Lúc đến vội vàng, tâm tình trở về tương đối nhàn nhã. Mộ Dung Thải Vân thuê một chiếc xe ngựa, rộng rãi mà lại xa hoa, đốt hương thơm của mưa bụi, trải thảm lông chồn, ngồi mềm nhũn, rất thoải mái. Mạc Họa nhìn xe ngựa tráng lệ, đoán Mộ Dung sư tỷ trong nhà nhất định cũng rất có tiền. Hắn lại nhìn về phía trước. Kéo xe ngựa, là bốn con linh mã cao lớn tuấn võ. Đây là linh mã nhị phẩm, là tu sĩ chuyên môn nuôi dưỡng, dùng để kéo xe. Bốn con linh mã này uy phong lẫm liệt. Mạc Họa không khỏi nghĩ đến Đại Bạch. Lúc trước hắn đi theo sư phụ Vân Du, còn có Khôi Lão, tiểu sư huynh và tiểu sư tỷ bồi tiếp, dọc theo đường đi trèo non lội suối, kéo xe ngựa trắng, chính là Đại Bạch. Cái tên Đại Bạch này, còn là Mạc Họa đặt cho nó. Mạc Họa đoán nó khẳng định rất thích. Chính mình vừa gọi nó liền trắng tinh, nó liền rất thân mật mà dùng đầu cọ mình. Về phần tên ban đầu của Đại Bạch, tên là Vân, cái gì Long Giận, có chút khó đọc, Mạc Họa liền không thế nào ghi ở trong lòng. Cũng không biết phẩm loại của Đại Bạch, so với những con ngựa lớn này, ai tốt hơn một chút. Mạc Họa ở trong lòng yên lặng nói thầm. Mây trắng bồng bềnh, vó ngựa ung dung. Chuyện cũ như núi, từng mảnh, phù quang lược ảnh, xẹt qua trước mặt. Đi tới, trong lòng Mạc Họa bỗng nhiên có một chút mất mát cùng chua xót. Những người làm bạn với mình thật lâu kia, bỗng nhiên, đều không có ở bên người. Mà chính mình lại còn muốn, lẻ loi một mình, một mực đi về phía trước. Cũng nhất định phải, cứ đi thẳng về phía trước. Trong mắt Mạc Họa toát ra một tia cô đơn, lại xen lẫn một tia kiên nghị. Sư đệ. Một tiếng thanh âm dịu dàng thanh lệ, gọi trở về suy nghĩ của Mạc Họa. Mộ Dung Thải Vân ôn hòa nói, ngươi có tâm sự sao? Không có. Mạc Họa lắc đầu. Hoa Thiển Thiển ở bên cạnh bỗng nhiên che miệng, cười trêu ghẹo nói. Sợ là có người trong lòng, đang nghĩ đến vị tiểu sư muội tuấn tú nào đó. Gương mặt Mạc Họa ửng đỏ, phủ định nói. Không phải. Mọi người thấy thế giật mình. Nghĩ đến trong một trận chiến với Kền Kền, Mạc Họa tinh thông ẩn nấp, am hiểu trận pháp, dùng thủy lao vây địch, lấy hỏa cầu quất thi. Cuối cùng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ám thi lãnh tiến, dùng thủy lao thuật, hố, chết Kền Kền ngốc âm tàn xảo trá. Không chỉ có tâm tư kín đáo, thong dong bình tĩnh. Thậm chí còn có một loại sát phạt quyết đoán thiên chân. Mặc dù nhìn thân thiết đáng yêu, nhưng lại có một loại thần thức thâm thúy, khó có thể nắm bắt cảm giác không hài hòa. Cho nên dọc theo con đường này, mặc dù thần sắc mọi người như thường, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ đề cập đến chuyện người trong lòng tiểu sư muội, gương mặt trắng nõn của Mạc Họa đột nhiên đỏ lên, đỏ ửng hơi nhiễm, càng lộ ra môi hồng răng trắng, mặt mày như vẽ, còn mang theo một chút ngượng ngùng cùng co quắp. Nhìn chính là một tiểu sư đệ hồn nhiên mà thẹn thùng. Trong lòng mấy người bỗng nhiên không còn khúc mắc, không nhịn được lộ ra nụ cười. Mạc Họa thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn cười, mặt càng đỏ hơn, giải thích. Thật không phải. Được được. Các ngươi không tin. Tin, tin. Vậy các ngươi làm sao còn cười? Bầu không khí trong xe ngựa cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Trên đường lớn của Càn Châu, xe ngựa một đường không ngừng, ngồi thoải mái dễ chịu, mặc dù cảm thấy có chút chậm, nhưng bốn con ngựa lớn, bước đi như bay, tốc độ thực tế lại tuyệt không chậm. Gần tràng vạng tối, xe ngựa tiến vào Càn Học Châu. Âu Dương Phong là đệ tử Thái A Môn, Hoa Thiển Thiển là đệ tử Bách Hoa Cốc, bọn họ nửa đường muốn xuống xe. Mộ Dung sư muội, Thiển Thiển sư muội, Thượng Quan sư đệ, Tiểu Mặc sư đệ. Âu Dương Phong nghiêm túc, ôn hòa lễ độ, đọc tên của mỗi người một lần, lúc này mới chắp tay nói. Ta cáo từ trước, lần sau gặp được nhiệm vụ, có cơ hội gặp lại. Mọi người cũng đều chắp tay cáo biệt. Âu Dương Phong cuối cùng nhìn Mạc Họa, do dự một lát, mở miệng nói.
Mặc sư đệ, có rảnh có thể đến Thái A Môn ta, ngắm núi ngắm cảnh, giao lưu luận đạo, ta cũng có thể tận tình địa chủ. Đa tạ Phong sư huynh, Mặc Hòa rất vui vẻ, liên tục gật đầu nói. Nhất định nhất định. Sau đó là Hoa Thiền Thiền. Nàng mặc một thân đạo bào gấm vóc bách hoa, dung nhan xinh đẹp, tuy nhìn có chút điềm tĩnh, không thích nói chuyện, nhưng đó là bởi vì không quen. Sau khi quen thuộc, nàng ngoài ý muốn hoạt bát. Sau khi nàng tạm biệt mọi người, cũng cố ý nói với Mặc Hòa, tiểu sư đệ, có rảnh cũng tới Bách Hoa Cốc chúng ta chơi. Mặc Hòa sửng sốt, Bách Hoa Cốc, tất cả đều là nữ tu, nam tử không thể vào. Hoa Thiền Thiền cười danh mãnh, tìm cho chàng một bộ váy của nữ đệ tử mặc vào, thoa chút son phấn, đóng giả thành tiểu mỹ nữ, tự nhiên là có thể đi vào. Mặc Hòa có chút tức giận, kiên quyết nói. Ta không thèm. Mình đường đường là nam tử Hán, sao có thể mặc quần áo nữ tử? Lẽ nào lại như vậy? Hoa Thiền Thiền thấy bộ dạng Mặc Hòa thở phì phò, cười càng vui vẻ. Cười một hồi, nàng lại nhìn chằm chằm vào Mặc Hòa, tựa hồ là đang nghĩ đến bộ dáng thanh lệ của Mặc Hòa, mặc cẩm tú bách hoa đạo bào, trong lúc nhìn quanh, ánh mắt lưu chuyển, vẻ mặt chờ mong. Mặc Hòa chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, lập tức cách nàng thật xa, trốn đến bên cạnh Mộ Dung Thải Vân. Mộ Dung Thải Vân bất đắc dĩ thở dài. Sau khi Hoa Thiền Thiền xuống xe, lại vẫy vẫy tay với mọi người ở phía xa, sau đó quay người đi về phía Bách Hoa Cốc phồn hoa như gấm, bốn mùa như xuân. Sau đó xe ngựa lại chạy một đoạn đường, liền trở lại Thái Hư Môn. Mộ Dung Thải Vân cao hơn Mặc Hòa một khóa, ở tại chỗ nữ đệ tử, cho nên cáo biệt trước. Thượng quan sư đệ, Mặc sư đệ, ta đi trước, đạo đình ti bên kia kết toán xong công huân, ta liền chuyển tới Thái Hư lệnh của các ngươi. Mặc Hòa và Thượng quan Húc chắp tay cảm tạ. Mặc Hòa suy nghĩ một chút, lại thấp giọng nói, Mộ Dung sư tỷ. Mộ Dung Thải Vân giật mình, có việc gì? Mặc Hòa liền nói ra, chính mình, tìm trăm phương ngàn kế, lên kế hoạch một đường. Sư tỷ, lần sau ngươi lại tiếp nhận nhiệm vụ, gặp phải việc cần ẩn nấp tìm hiểu, cần bày trận giải trận, cần pháp thuật vây địch, hoặc là cần ngũ hành pháp thuật tăng phúc. Có thể mang theo ta không? Nhiệm vụ treo thưởng của Thái Hư Môn có rất nhiều hạn chế. Nhất là đối với loại người mới vừa nhập môn như Mặc Hòa, tu vi không cao, kinh nghiệm tương đối nông cạn, yêu cầu càng nhiều. Không nhận được nhiệm vụ thì không kiếm được công huân. Bởi vậy, Mặc Hòa chỉ có thể nghĩ biện pháp, đi theo Mộ Dung Thải Vân, hỗn, nhiệm vụ. Mộ Dung Thải Vân sững sờ, ngươi, rất thiếu công huân sao? Mặc Hòa gật đầu, ta muốn kiếm công huân, đổi trận pháp. Nhưng mà, Mộ Dung Thải Vân nhíu mày, bên phía Tuân Lão tiên sinh có không ít trận pháp. Tuân Lão tiên sinh nói, không thể phá hỏng quy củ của tông môn, phải để cho ta tự lực cánh sinh, tự mình kiếm công huân, tự mình đổi trận pháp. Mặc Hòa nói, chỉ là hắn không nói, Tuân Lão tiên sinh thật ra chỉ để hắn tiếp nhiệm vụ, nhập môn. Những nhiệm vụ truy bắt, truy sát hung hiểm này, Tuân Lão tiên sinh căn bản không nghĩ tới, Mặc Hòa hội đi đón, cũng không nghĩ tới hắn còn có thể hoàn thành. Mộ Dung Thải Vân khẽ vuốt cằm. Xác thực, không theo quy củ, không thành chu vi, cho dù đối với đệ tử lại bất công, cũng không thể phá hư quy củ tông môn. Đây đúng là phong cách làm việc của Tuân Lão tiên sinh. Nhưng mà, những chuyện này rất... Mộ Dung Thải Vân vốn định nói, rất nguy hiểm, nhưng nghĩ nghĩ kền kền chết thảm, bỗng nhiên ý thức được. Nguy hiểm thì thật sự rất nguy hiểm. Nhưng, nguy hiểm, là ai, thật đúng là khó mà nói. Ít nhất bây giờ, Mặc Hòa bình yên vô sự, mà kền kền, đã lạnh thấu xương. Ánh mắt Mộ Dung Thải Vân chớp lên, tâm tư chuyển động. Nhiệm vụ lần này, thật ra đúng là rất nguy hiểm. Thực lực của kền kền không thể khinh thường. Nhất là trên đầu hắn có xăm tứ tượng trận pháp kỳ dị, cởi bỏ trận pháp, huyết nhục dung hợp yêu lực, thực lực bảo tăng, gần như sánh ngang với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trong những năm nàng lùng bắt tội tu và ma tu, có thực lực như kền kền, cũng không thấy nhiều. Huống chi, kền kền còn tinh thông trận pháp. Không có Mặc Hòa, chuyến này bọn họ chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ngược lại là Mặc Hòa, thông minh lại thông minh, biết ẩn nấp, giỏi về trận pháp, thần thức cảm giác mạnh. Chỉ dựa vào bản thân Mặc Hòa, muốn giết kền kền, hẳn là không thể. Nhưng nếu muốn chạy trốn khỏi tay con kền kền này, thì hẳn là thành thạo. Cho nên, thật sự nói nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là con kền kền ngốc, bị Mặc Hòa để mắt tới, sau đó chết. Thứ hai, là mấy người bọn hắn. Cuối cùng mới là Mặc Hòa. Mộ Dung Thải Vân gật đầu nói, được. Mặc Hòa cũng vui vẻ không thôi, cảm ơn Mộ Dung sư tỷ. Hắn không ngờ Mộ Dung sư tỷ lại sảng khoái đáp ứng như vậy.
Thượng quan Húc ở bên cạnh cũng có chút giật mình. Hắn còn tưởng rằng loại chuyện nguy hiểm này, Mộ Dung sư tỷ tất nhiên sẽ cự tuyệt, dù là đáp ứng, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ từ chối mấy lần. Mộ Dung Thải Vân nhìn Mạc Hòa cười ôn hòa. Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, nàng giấu ở trong lòng. Tuyệt trận. Tuyệt trận có thể tăng phúc linh lực ngũ hành. Loại tuyệt trận này cực kỳ hy hữu, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa nàng cơ hồ chưa từng nghe qua, toàn bộ Càn Học Châu giới, có đệ tử trúc cơ nào có thể học được trận pháp công dụng cường đại bực này. Loại trận pháp này, tiếp cận bản nguyên ngũ hành. Loại cảm giác linh lực sôi trào, pháp thuật thăng giai, uy năng lột xác, chấn áp tà ma đại sát tứ phương, chỉ cần cảm nhận được một lần, căn bản không cự tuyệt được. Ngũ hành hào quang sáng chói, lại sát cơ tứ phía. Đến nay nhớ lại, Mộ Dung Thải Vân còn có chút cảm xúc dâng trào. Mộ Dung Thải Vân không khỏi nhìn về phía Mặc Họa, con người rạng rỡ tỏa sáng, phảng phất như đang nhìn một cái tiên thiên linh bảo, hiếm thấy, chân quý, có thể tăng phúc uy lực pháp thuật. Đáng tiếc, không thể mang theo bên người. Mộ Dung Thải Vân có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Mặc Họa cảm thấy ánh mắt Mộ Dung sư tỷ có chút là lạ, không khỏi lộ ra thần sắc hồ nghi. Sau khi hàn huyên vài câu, Mộ Dung Thải Vân cũng rời đi. Mặc Hòa và Thượng quan Húc đi về phía đệ tử cư, dọc đường cũng trò chuyện một chút, ví dụ như vị trưởng lão nào tính tình kém cỏi nhất, chỗ nào có mùi vị đồ ăn ngon nhất. Trong núi cũng có một chút thịt rừng, là gà lông vàng mà trưởng lão phía sau núi nuôi, có thể nướng ăn, mùi vị vô cùng ngon, nhưng đừng để lại tay chân. Bởi vì trưởng lão không thể một mình suy tính nhân quả của đệ tử. Cho nên thỉnh thoảng, người trộm gà, nướng ăn. Bọn họ không thể đi tính, cũng sẽ không biết hung thủ là ai. Nhưng nếu ngươi lưu lại chứng cứ, bị trưởng lão tìm hiểu nguồn gốc, mộc mạc, suy luận, ra, vậy ngươi liền xui xẻo lớn rồi. Thượng quan Húc nói rất nhiều, Mặc Hòa mở rộng tầm mắt. Đây đều là tiền bối sư huynh tổng kết kinh nghiệm. Mặc Hòa chặt chẽ nhớ kỹ. Lúc chia tay, Thượng quan Húc nhớ ra chuyện gì, liền nói. Có rảnh có thể đi Thượng quan gia làm khách, thím ở nhà, vẫn luôn nhắc tới ngươi, lo lắng cho ngươi. Ở tông môn có hay không? Vẻ mặt Thượng quan Húc có chút vi diệu, có bị người ta bắt nạt hay không, còn luôn dặn dò ta chiếu cố ngươi nhiều hơn. Mặc Hòa cười gật đầu nói, dì Lam thật tốt. Sau đó hắn lại có chút nghi hoặc, hỏi. Thượng quan gia, ở đâu? Hắn đến bây giờ, cũng chưa từng thấy phủ đệ Thượng quan gia. Học giới Càn Châu, hình như là không có. Ở Thanh Châu Thành, nơi dì Lam dẫn hắn đi qua, cũng đều là dinh thự của Cố gia. Thượng quan Húc vỗ vỗ trán. Xin lỗi nói. Quên nói với ngươi, tổ trạch Thượng quan gia cách châu giới Càn Học khá xa, người Thượng quan gia đến châu giới Càn Học, bình thường đều sẽ ở nhờ Cố gia. Cố gia cũng là đại gia tộc, có quan hệ thông gia với Thượng quan gia đời đời, có nguồn gốc rất sâu, lui tới cũng rất mật thiết, nói là đồng khí liên chi cũng không đủ. Thẩm Nương liền dẫn Du Nhi, tạm thời ở lại Cố gia thành Thanh Châu tĩnh dưỡng, nếu ngươi rảnh, có thể đi xem một chút. Mặc Hòa nhẹ gật đầu, chợt ngẩn ra, tĩnh dưỡng. Ánh mắt Thượng quan Húc hơi trầm xuống, dừng một chút, thở dài. Du Nhi hắn, có chút không thoải mái. Không thoải mái. Thượng quan Húc gật gật đầu, do dự một lát, dường như không muốn nói lắm, nhưng nhớ tới Mặc Họa là ân nhân cứu mạng của Du Nhi, nghĩ nghĩ, vẫn nói ra. Du Nhi hiện tại, thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng. Mặc Họa sửng sốt, cau mày nói, ác mộng. Thượng quan Húc thở dài, cụ thể ta cũng không rõ. Nghi Thúc Thúc và dì Lam đã nhờ người tính qua nhân quả, cũng mời đan sư xem qua bệnh, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Hơn nữa Du Nhi không thể rời khỏi Thanh Châu Thành. Vừa rời khỏi Thanh Châu Thành, ác mộng sẽ tăng lên, có lúc ban ngày ngủ gật, cũng sẽ bị ác mộng quấn thân, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh sầm sầm. Thượng quan Húc cau mày, trong lòng không đành lòng. Mặc Hòa cũng có chút đau lòng, liền hỏi. Du Nhi, từ nhỏ hắn đã như vậy sao? Thượng quan Húc hồi tưởng một chút, lắc đầu cái này ta cũng không rõ lắm, Du Nhi thân phận đặc thù, chuyện khi còn bé, những con cháu dòng chính như chúng ta, vì tránh hiểm nghi, sẽ không hỏi nhiều. Tránh hiểm nghi? Mặc Hòa suy nghĩ một chút, đại khái đã hiểu. Trong thế gia, lợi ích cực lớn, cho nên có đôi khi thân tình ngược lại lạnh lùng. Một chút thiện ý, cũng rất dễ bị vặn vẹo. Thượng quan Húc thở dài, lại nói tiếp chuyện của Du Nhi khi còn bé, ta không rõ lắm, nhưng từ lần trước. Thượng quan Húc dừng một chút, thấy chung quanh không có ai, lúc này mới hạ giọng, thở dài. Sau khi bị kiếp đi, không biết đã trải qua cái gì, ác mộng liền tăng lên, hơn nữa. Càng ngày càng nghiêm trọng. Thím đau lòng,
lo lắng đến ăn uống không vào. Mà Du Nhi có khi gặp ác mộng, nửa tỉnh nửa mê, vẫn luôn nhắc tới tên của ngươi. Có thể là sau khi được ngươi cứu, sống sót sau tai nạn, cho nên sinh lòng thân cận, vẫn nhớ ngươi. Thẩm Nương cũng muốn ngươi rảnh rỗi, có thể đi xem Du Nhi. Nhưng ngươi mới nhập môn, căn cơ không vững, nàng sợ chậm trễ ngươi tu hành, nên không nói với ngươi chuyện này. Thượng quan Húc thần sắc bất đắc dĩ. Ánh mắt Mạc Hòa hơi ngưng tụ, gật đầu nói. Được, ta có rảnh đi xem Du Nhi. Thượng quan Húc thở phào nhẹ nhõm, vậy làm phiền ngươi rồi. Mạc Hòa cười cười, sau đó lại dặn dò. Húc sư huynh, ngươi cũng phải dưỡng thương cho tốt. Thượng quan Húc giật mình, trong lòng ấm áp, gật đầu nói cảm ơn sư đệ. Sau khi hai người chia tay, Mạc Hòa liền trở về chỗ đệ tử, nằm nhoài trên bàn, yên lặng suy nghĩ. Du Nhi, ác mộng, không thể rời khỏi Thanh Châu Thành. Bị lừa bán. Mạc Hòa nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra cái gì. Mạc Hòa thở dài. Hắn vẫn rất thích hài tử đơn thuần thiện lương Du Nhi này, dì Lam đối với mình cũng rất tốt, hiện tại Du Nhi ác mộng quấn thân, trong lòng Mạc Hòa cũng không dễ chịu. Nhưng tuần hưu lần này đã dùng hết rồi. Mạc Hòa suy nghĩ một chút, liền tính toán tuần hưu lần sau, bớt thời gian đi thành Thanh Châu Cố ra nhìn xem. Mạc Hòa đã quyết định, ngày hôm sau vẫn là đi học bình thường. Sau khi học xong chương trình học tu đạo, lại học thêm một tiết luyện đan, một tiết luyện khí, cuối cùng là đi theo lăn lộn một tiết luyện kiếm tu. Khóa học kiếm tu, Mạc Hòa vốn là không cần phải học. Hắn là linh tu, chuyên tu pháp thuật. Hơn nữa kiếm khí rất đắt, hắn cũng không dùng nổi. Nhưng tuân theo nguyên tắc, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vẫn cần phải hiểu rõ một chút. Quan trọng hơn là, Mạc Hòa vẫn luôn nhớ thương, cánh cửa kia hắn từ trong nhân quả mịt mờ, mơ mơ hồ hồ, thôi diễn ra, chỉ có một cái tên là Thái Hư Thần Niệm Hóa Kiếm Chân Quyết. Kiếm quyết chân chính tu không nổi. Nhưng thần niệm hóa kiếm, có lẽ có thể tu một chút. Thần niệm hóa kiếm, tên như ý nghĩa, vừa chứa thần niệm, lại chứa kiếm pháp, hẳn là có quan hệ với cả hai. Cho nên phàm là khóa, kiếm tu, chỉ cần Mạc Hòa rảnh rỗi, cũng đều sẽ đi theo cọ một chút. Vừa học chút kiếm tu cơ sở, vừa chú ý xem có manh mối của thần niệm hóa kiếm chân quyết hay không. Vừa nghiên cứu lợi hại của kiếm tu, trong lòng yên lặng suy nghĩ, tương lai nếu gặp phải kiếm tu, mình nên ứng đối như thế nào. Nhưng có lẽ là mới nhập môn, chương trình học của kiếm tu đều rất cơ sở. Mạc Hòa nghe hơn mấy tháng, cũng chỉ học được một chút gia lông, kiếm khí cũng không ngưng ra, chớ nói chi là chân chính ngự kiếm. Cùng lúc đó, hắn cũng từ trong miệng trưởng lão kiếm tu, nghe được không ít kiếm quyết tiếng tăm lừng lẫy của Thái Hư môn. Như cái gì Thái Hư Ly Hỏa kiếm quyết, Thái Hư Lưỡng Nghi kiếm pháp, Thái Hư Quy Nhất kiếm thức, vân vân. Nhưng chưa từng có bất kỳ người nào chỉ nói qua tám chữ Thái Hư Thần Niệm Hóa Kiếm Chân Quyết này. Không biết là môn thần niệm hóa kiếm chi pháp này, quá hiếm thấy không ai học, quá khó khăn không ai biết, hay là nói quá cổ xưa đã thất truyền. Mạc Hòa thở dài, chỉ có thể nhẫn nại, chậm rãi tìm. Tương lai còn dài, chỉ cần mình vẫn luôn, nhớ thương, tóm lại có một ngày, có thể tìm được một ít manh mối về môn kiếm pháp này. Huống chi, còn có sơn thần nghèo túng trong miếu Hoàng Sơn đổ nát kia. Hoàng Sơn Quân. Mạc Hòa gật đầu. Chờ ngày nào đó làm nhiệm vụ, đi qua ngọn núi hoang kia, tiện đường lại đi tìm nó hỏi một chút. Bây giờ mình phải đi học, còn không có thời gian đi tìm nó. Buổi chiều, tiết cuối cùng là tiết trận pháp, Tuần Lão tiên sinh lại lười biếng. Mạc Hòa làm tiểu sư huynh, chỉ có thể tận chức tận trách, thay Tuần Lão tiên sinh dạy thay. Sau khi lên lớp xong, chương trình học một ngày đã kết thúc. Mạc Hòa trở lại đệ tử cư, có thời gian nhàn rỗi, bắt đầu nghiên cứu. Từ trên đầu chọc của tội tu, kền kền, in xuống, bộ tứ tượng trận pháp kia có chút yêu gì. Tứ tượng trận pháp, lại có trận pháp mới có thể học. Mạc Hòa tinh thần đại chấn, con mắt sáng lấp lánh. Hơn nữa bộ trận pháp này, còn không phải trận pháp mới, trên ý nghĩa bình thường. Tứ tượng trận pháp, là loại hình trận pháp hoàn toàn mới, thoát ly phạm trù ngũ hành và bát quái, trên ý nghĩa chân chính. Chỉ là, khả năng mang theo một chút yêu gì cùng hung hiểm. Trong đệ tử, ánh sáng ngọn đèn sáng ngời mà ấm áp. Bên trong mộc mạc, sạch sẽ mà sạch sẽ. Mạc Hòa nằm sấp trên bàn, bày trận giấy, chuẩn bị bút mực, lấy ra bộ trận pháp tứ tượng yêu văn do chính mình thác ấn kia, bắt đầu nghiên cứu. Bộ trận pháp này có đường vân kỳ lạ. Kết cấu trận xu đơn giản, nhưng trận văn lại rất phức tạp. Hơn nữa không giống trận văn ngũ hành bát quái,
hình ước nội liễm, đoan chính huyền ảo. Trận văn trận pháp này, tựa như là vẽ từ trên hình thái yêu thú, bút pháp tượng hình, như ưng như cắt, nanh vuốt lộ ra ngoài, bừa bãi tàn phá. Vừa mới lạ lại vừa yêu dị. Nhưng chỉ cần là trận pháp, sau khi hủy xong, chỉ có đường vân. Chỉ cần đạo tâm trong vắt, cũng không có gì phải sợ. Mặc Hòa bắt đầu phân giải cấu trúc trận pháp, phá giải trận nhãn, phân ra trận văn, giống như đầu bếp dóc thịt trâu, mắt không toàn vẹn. Thiên cơ diễn toán của hắn càng thuần thục, phân tích đối với loại trận pháp này lại càng thấu triệt. Rất nhanh, Mặc Hòa đã tháo xong. Một trận pháp tứ tượng bị Mặc Hòa phá thành hơn 10 trận văn tứ tượng độc lập. Mặc Hòa nhìn trận văn, lại không khỏi gãi đầu. Không đúng. Trận văn này, nhìn kỹ thì căn bản không giống như là tứ tượng trận văn. Khác hẳn với Tuân lão tiên sinh dạy mình lúc trước. Hoặc là nói, chỉ có thoạt nhìn giống như là tứ tượng trận văn. Nhưng thật muốn, nghiên cứu, hoặc là học lại có khác biệt cực lớn với tứ tượng trận văn bình thường. Trận văn biến thức. Mặc Hòa nhíu nhíu mày. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến nguyên lý này. Tuân lão tiên sinh dạy mình, là cơ sở, dễ hiểu, tứ tượng trận văn nhập môn. Giống như dùng để vỡ lòng. Nhưng tứ tượng trận trên đầu kèn kèn ngốc càng giống như là hình thức trận văn tiến giai, ẩn chứa biến hóa phức tạp, hơn nữa rõ ràng cho thấy trận pháp chuyên môn dùng để dung hợp yêu lực, cường hóa sát phạt. Thú văn, gần yêu, rất dễ mất đi nhân tính. Mặc Hòa có chút kiêng kỵ, nhưng nghĩ, vẫn quyết định bỏ chút thời gian học một chút. Không học một chút, tự mình vẽ mấy lần, là không trải nghiệm được huyền bí của bản thân trận pháp. Nếu phát giác có đầu mối gì, yêu hóa, hoặc là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, mình sẽ dừng lại. Mặc Hòa vừa vẽ, vừa tính toán, tốn một canh giờ, rốt cuộc cũng học sơ qua trận pháp tứ tượng ưng văn. Trận pháp tứ tượng ưng văn chỉ có thập tứ văn. Mặc Hòa vẽ một lần trên giấy, sau đó lại nhíu mày. Vô dụng. Trận văn vẽ rõ trên giấy, giống như trên đầu kèn kèn, thậm chí trên trận văn, một ít bút tích cực nhỏ như lông vũ, nanh vuốt, chính mình cũng đã phục khắc lại hoàn mỹ. Nhưng sau khi rót linh lực vào, bộ trận pháp này, một chút phản ứng cũng không có. Trong thần thức của Mặc Hòa, bức trận pháp này cũng chỉ có hình dáng, mà không có thần vận, càng không có quý tích trận lực lưu chuyển. Còn thiếu cái gì? Nhưng còn thiếu cái gì? Yêu lực. Mình đi đâu tìm yêu lực đây? Cũng không thể không làm, người, đi học những yêu tu ma môn kia, tu yêu pháp huyết tinh, giống như yêu thú, ăn thịt người tu hành, uẩn dưỡng yêu lực. Mặc Hòa lắc đầu. Bộ trận pháp này tạm thời vô dụng. Nhưng ngay sau đó Mặc Hòa lại có chút tò mò. Hắn nhớ rõ, kền kền kia, cũng không có tu yêu pháp, linh lực của hắn cũng là bình thường, vì cái gì hắn có thể vẽ ra loại tứ tượng trận pháp yêu dị này đâu này. Hoặc là, từ trên bản chất mà nói, tứ tượng trận đến cùng là dùng làm gì? Mặc Hòa sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ. Ngũ hành bát quái, hệ thống rõ ràng, điều khiển là kim mộc thủy hỏa thổ phong vũ lôi điện các loại, thiên địa vạn tượng tự nhiên lực lượng. Vậy tứ tượng thì sao? Sẽ không phải là vì điều khiển yêu lực chứ? Điều khiển yêu lực, không chú ý, không phải sẽ bị yêu lực ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma sao? Mặc Hòa luôn cảm thấy, mình còn xem nhẹ cái gì? Hắn lại so sánh yêu văn tứ tượng ưng chuẩn với những trận văn tứ tượng chính quy mà Tuân lão tiên sinh dạy cho mình. Mặc Hòa mượn thiên cơ tính toán, nhìn trộm trận văn bản nguyên, tự động diễn hóa các loại biến hóa của trận văn. Bỗng nhiên Mặc Hòa sửng sốt, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Trong thức hải diễn toán ra quý tích trận văn, hai loại trận văn này trải qua mấy lần diễn biến, sau khi so sánh, bỗng nhiên trùng điệp. Bộ phận chồng lên nhau, hiện ra một ít hoa văn bản nguyên. Trong chớp mắt, Mặc Hòa bừng tỉnh đại ngộ. Tuân lão tiên sinh dạy mình tứ tượng trận văn là thú văn. Mà tứ tượng trận văn trên đỉnh đầu kèn kèn ngốc là yêu văn. Yêu và thú không hoàn toàn là đồng loại, nhưng là đồng nguyên. Đồng dạng, yêu văn và thú văn, hình dạng và cấu tạo khác nhau, nhưng trận văn căn bản của nó là cùng một loại. Nói cách khác, tứ tượng yêu văn và tứ tượng thú văn đều được xây dựng ở một bộ, tầng dưới chót hơn, cũng càng cơ sở hơn trên tứ tượng trận văn. Dưới nền tảng, còn có nền tảng. Yêu văn và thú văn đều là một loại biến thức cơ sở tầng dưới chót của tứ tượng trận văn. Cho nên, chúng nó đều là trận pháp tứ tượng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thì ra là thế. Tinh thần Mặc Hòa rung lên, bắt đầu tỉ mỉ so sánh, cẩn thận từng ly từng tí thông qua thần thức tính toán, trận văn quý tích trùng điệp, để phân tích ra những trận văn tứ tượng cơ sở dùng chung này. Từng đạo trận văn, bị Mặc Hòa một lần nữa diễn toán, so sánh, phân tích ra.
cũng bị hắn vẽ ở trên giấy. Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng mạc hỏa cũng coi như xong. Hắn đem những thứ này, càng cơ sở hơn, thông dụng tứ tượng trận văn, từng đạo, sắp xếp cùng một chỗ, nhìn kỹ. Những trận văn này so với ưng văn hoặc thú văn càng trừu tượng hơn một chút. Càng giống như là xiềng xích hoặc là lồng chim. Nhìn một chút, Mạc Hòa bỗng nhiên mở to hai mắt, tâm thần chấn động. Những trận văn này, hắn đã từng gặp. Mạc Hòa vội vàng mở túi trữ vật, từ đáy túi trữ vật tìm ra mấy tấm ván gỗ, trên mấy tấm ván gỗ này, khắc đường vân cực kỳ tương tự. Mặc dù nét bút có chút khác biệt, hoa văn cũng có rất nhiều khác biệt. Nhưng Mạc Hòa kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền có thể nhìn ra, hai loại trận văn này, đích xác là cùng xuất từ trận pháp truyền thừa nhất mạch. Mấy tấm ván gỗ này là... Ánh mắt Mạc Hòa ngưng lại, lẩm bẩm nói. Du Nhi. Trong quán ăn kia, khi hắn cứu Du Nhi từ trong tay bọn buôn người, Du Nhi bị nhốt trong giường, trên giường có vẽ trận pháp. Mấy tấm ván gỗ này, là ở trên cái hòm gỗ của quan Du Nhi. Trận pháp trên ván gỗ, cũng là trận pháp vây khốn Du Nhi, ngăn cách khí tức cùng cảm giác, đạo trận pháp xa lạ kia. Bộ trận văn, tỏa kia, Mạc Hòa thông qua thiên cơ quỷ toán cùng thiên cơ diễn toán, thấu triệt một ít huyền bí, nắm giữ một bộ phận quan hệ sinh khắc, từ đó mở ra trận tỏa. Nhưng bởi vì bản thân là liên tưởng, biết rõ, nhưng không biết nguyên nhân. Trận lý căn bản, Mạc Hòa kỳ thật rốt đặc cán mai. Sau khi bái nhập tông môn, bài tập cũng nhiều, không thể phân tâm chú ý, Mạc Hòa cũng dần dần quên đi những trận văn này. Hắn không nghĩ tới, hiện tại trời xui đất khiến, lại gặp được bộ trận văn khóa trận này. Nhưng lĩnh ngộ đối với những trận văn này, liền dừng ở đây. Bởi vì không phải truyền thừa hoàn chỉnh, Mạc Hòa cũng chỉ có thể mò mẫm đến những thứ này. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được nhiều tứ tượng trận pháp hoặc tứ tượng trận văn hơn mới được. Mạc Hòa nhíu nhíu mày, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Tứ tượng thú văn, tứ tượng yêu văn, tội tu kền kền. Trận văn tầng dưới chót của tứ tượng, khóa trận không biết tên, Du Nhi. Bọn buôn người, tưởng lão đại. Mạc Hòa còn nhớ rõ, trong lệnh truy nã do đạo đình ban bố, ghi lại tội trạng của kền kền. Cưỡng ép thải bổ qua nữ đệ tử, giết người, còn từng làm qua bọn buôn người, buôn bán tu sĩ nhỏ tuổi, làm cho ma tu khẩu phần lương thực. Đã từng làm kẻ buôn người. Mạc Hòa tâm tư khẽ động. Tưởng lão đại là kẻ buôn người, kền kền cũng đã từng làm kẻ buôn người, buôn bán tu sĩ. Đây có phải là ý nghĩa, đám người kền kền cùng tưởng lão đại kia, khả năng có qua lại với nhau, hoặc là cùng một ruột, cùng làm chuyện xấu, hoặc là hoàn thành cũng là cùng một bọn. Trên dương gỗ của tưởng lão đại có tòa tứ tượng trận pháp, trên đầu kền kền có yêu văn tứ tượng trận pháp. Cứ như vậy, trận pháp bọn họ dùng, hẳn cũng xuất xứ từ cùng một chỗ. Trong lòng Mạc Hỏa, đột nhiên xuất hiện một cái tên. Đồ tiên sinh. Đồ tiên sinh này, là tưởng lão đại từng đề cập qua, nghe rất thần bí. Trong lời nói của tưởng lão đại cũng cực kỳ tôn trọng đối với hắn, thậm chí có chút sợ hãi. Cùng một bọn với tưởng lão đại khái không phải người tốt. Gọi là tiên sinh, hẳn không phải mãng phu, không phải thể tu, không phải đao phủ tự mình cầm đao. Hoặc là biết tính toán, hoặc là biết trận pháp, hoặc là, hai cái đều biết. Như vậy bộ tứ tượng trận này, chẳng lẽ là xuất từ tay đồ tiên sinh? Mạc Hòa gật đầu, trong đầu dần dần có một mục tiêu rõ ràng. Bắt được vị, đồ tiên sinh, thần bí này. Trên người hắn chắc chắn có truyền thừa tứ tượng trận, hơn nữa còn không phải truyền thừa tứ tượng bình thường. Loại trận văn, tỏa, này, cho Mạc Hòa cảm giác tương đối tối nghĩa cao thâm, tiếp cận tầng huyền bí sâu nhất của tứ tượng trận pháp, thậm chí có một chút ý vị của ngũ hành nguyên văn. Mạc Hòa nhìn không được liếm liếm môi. Đồ tiên sinh này, là một con dê béo lớn. Nếu thật sự bắt được, không chỉ có thể vặt lông dê, thậm chí có thể ăn thịt dê, sườn dê nướng, xương cũng có thể lấy ra để hầm canh. Còn có Du Nhi. Bọn họ có chủ ý với Du Nhi, khẳng định không có hảo tâm gì. Mình càng không thể buông tha cho bọn họ. Chỉ có điều, vị đồ tiên sinh này, chỉ sợ tu vi rất cao, trình độ trận pháp không thấp, cho dù là tính toán, đoán chừng cũng rất tinh thông. Hơn nữa hắn còn ẩn trong bóng tối, chỉ sợ không dễ dàng bắt được như vậy. Muốn tìm manh mối, chậm chậm mưu toan. Thật sự không được, liền hướng đạo đình ti tố cáo, còn có thái hư môn, có thượng quan gia cùng văn nhân gia, có thượng quan thúc thúc cùng dì Lam. Mạc Hòa đếm một vòng, lúc này mới phát giác, kỳ thật không cần tự mình động thủ, tay chân, là rất nhiều. Hắn chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhặt được chỗ tốt là được.
Mặc Hòa gật gật đầu, cảm thấy như vậy càng ổn thỏa hơn chút. Nhưng làm thế nào mới tìm được vị đột tiên sinh này? Mặc Hòa từ đầu tới cuối đều suy nghĩ một lần, phát hiện manh mối vị đột tiên sinh này ít đến đáng thương. Rõ ràng nhất, chính là bọn buôn người. Mặc Hòa trong lòng yên lặng thầm nghĩ, xem ra sau này nhiệm vụ tông môn, phải đặc biệt tìm vài tên buôn người treo thưởng để làm. Còn có Tưởng Lão Đại và Kền Kền. Mặc dù bọn họ đã chết, nhưng quan hệ nhân mạch khẳng định vẫn còn, hơn nữa vật họp theo loài, ở cùng một chỗ tất nhiên sẽ không phải là mặt hàng tốt gì, xác suất lớn cũng đều là tội tu bị đạo đình ti truy nã. Tìm được những người này, nghiêm hình tra tấn. Không đúng, là dùng hỏa cầu thuật cảm hóa, một chút, lương tâm bọn họ phát hiện, hẳn là sẽ nói cho mình một ít tình hình thực tế. Còn có chính là, Mặc Hòa lại từ trong túi chữ vật, lấy ra một tấm ngọc lệnh. Chính là truyền thư lệnh trong tay của Kền Kền. Hắn đã kiểm tra qua, bên trong truyền thư lệnh xác thực sạch sẽ, trống rỗng. Nhưng hắn là trận sư, biết đạo lý có vô tướng thành. Có thể biến thành, không, không, cũng có thể hóa thành có. Huống chi, Trương Lan thúc thúc cũng từng nhắc nhở chính mình, mưa quá lưu ngân, nhàn quá lưu thanh, tu sĩ làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ lưu lại dấu vết. Nhìn không thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Mặc Hòa tính nghiên cứu một chút, xem có thể từ trong truyền thư lệnh tìm ra manh mối của Kền Kền hay không. Xem hắn truyền qua chữ gì, nói lời gì với ai. Hai ngày sau, Mặc Hòa đều dùng để nghiên cứu truyền thư lệnh, nhưng nghiên cứu hồi lâu, đều không có tiến triển gì. Truyền thư lệnh, Mặc Hòa vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Mặc Hòa thở dài. Quả nhiên đóng cửa làm xe, vẫn không được. Hiện tại tạo nghệ trận pháp của hắn, nhất là lịch duyệt trận pháp, còn chưa đủ để trèo chống hắn, nhanh chóng hiểu rõ huyền bí của một môn trận pháp xa lạ. Cho dù hắn thân kiêm quỷ toán và diễn toán, nhưng bây giờ hắn đang ở tông môn, là đệ tử Thái Hư môn, không biết thì học, không hiểu thì hỏi. Mặc Hòa liền chạy tới hỏi Tuân lão tiên sinh. Có mấy lời không thể hỏi. Thí dụ như Thái Hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, hoặc là liên quan đến thiên cơ quỷ toán, thiên cơ tính toán. Nhưng loại vật truyền thư lệnh này, không có nhân quả quá lớn, hỏi một chút hẳn là không sao. Tuân lão tiên sinh chỉ hơi kinh ngạc, hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện của truyền thư lệnh? Mặc Hòa ngại ngùng nói, ta xuất thân từ Tiểu Tiên Thành ở Ly Châu, trước đó chưa thấy qua truyền thư lệnh, cho nên nhất thời có chút hiếu kỳ. Ta muốn truyền thư lệnh, tất nhiên bao hàm một ít nguyên lý trận pháp, nhưng ta cân nhắc vài ngày, không có đầu mối, liền thỉnh giáo lão tiên sinh ngài. Tuân lão tiên sinh khẽ vuốt cằm. Có ham muốn học hỏi, có lòng cầu đạo. Gặp chuyện hiếu kỳ, biết mình suy tư. Nghĩ mà không được, lại có thể khiêm tốn cầu hỏi. Không tệ. Tuân lão tiên sinh rất hài lòng. Về phần chuyện, truyền thư lệnh, tuy rằng hiện tại dạy còn có chút sớm, nhưng trước thời hạn chỉ điểm vài cái, để trong lòng hắn biết rõ, tương lai lại học cũng làm ít công to. Tuân lão tiên sinh yên lặng suy tư trong lòng, sau đó mở miệng nói. Loại trận pháp này, tương đối phức tạp, không thích hợp ngươi bây giờ học, nhưng ngươi đã tò mò, ta liền đem một ít trận lý cơ bản nói cho ngươi, ngươi làm được trong lòng biết là được. Nhưng không nên mơ tưởng xa vời, không nên lãng phí quá nhiều tâm lực, vẫn phải kiên định, từng bước vững chắc, học trận pháp thông thường mới tốt. Vâng. Mặc Hòa liên tục gật đầu. Tuân lão tiên sinh liền nói, truyền thư lệnh, là dùng để truyền thư, trận pháp liên quan đến, là trận pháp hệ trấn, loại bát quái, cũng chính là trận pháp được người đời gọi là lôi văn. Điểm này nằm trong dự liệu của Mặc Hòa. Mặc Hòa suy nghĩ một chút, hỏi, lão tiên sinh, lôi văn có phải có liên quan đến nguyên tử hay không? Tuân lão tiên sinh khẽ vuốt cằm, không sai, nhưng cái gọi là nguyên tử có khác biệt với lôi văn, bình thường. Truyền thư lệnh liên quan đến trận văn, không phải lôi, mà là điện, càng xác thực mà nói, là từ. Điện văn, hoặc là nói từ văn, bình thường cũng phân loại ở bát quái chấn hệ, nhưng gọi chung là thứ lôi văn. Ý tứ là do bát quái diễn sinh, có lôi tính, nhưng lực lượng yếu ớt, thứ lôi chân chính, là thứ sinh trận văn lôi văn. Mặc Hòa giật mình. Lôi văn thứ, trận văn thứ sinh, cũng coi như là một loại biến thức của trận văn. Cùng loại với trận văn căn cứ vào tứ tượng yêu văn cùng tứ tượng thú văn biến hóa. Tuân lão tiên sinh nói, thứ lôi văn, hóa điện sinh từ, cùng ngũ hành kim hệ một ít, có chứa từ tính, có trận pháp công dụng của ti nam tương tự. Có thể dùng làm điều tra, cảm ứng, chỉ thị, dùng để đưa tin. Là một loại trận văn cơ mật. Mặc Hòa nhẹ gật đầu, không khỏi lại hỏi. Vậy, lôi văn chân chính đâu? Ánh mắt Tuân lão tiên sinh hơi nghiêm nghị, vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm nghị.
Lôi văn chân chính, cũng quá phức tạp, cũng quá cường đại, loại trận pháp này rất khó khống chế. Nó không chỉ là quái trấn, càng ẩn chứa rất nhiều biến hóa của quẻ càn, cờ khảm, quẻ tốn. Bởi vậy lĩnh ngộ khó, trường khống khó, bày trận khó. Lôi trận chân chính, uy lực đáng sợ, mặt sát vạn vật. Đây chính là thiên lôi chân chính à. Tuân lão tiên sinh thở dài, ánh mắt lộ vẻ kính sợ nói, cửu thiên chi lôi tượng trưng cho thiên uy huy hoàng, diệt tà chu ma, thông thiên triệt địa, chính là đạo mà sát diễn hóa. Tuy lôi văn là bát quái, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều quẻ lý, hoàn toàn không thể so sánh với những trận pháp bát quái khác. Chấp trưởng lôi văn, đạo tâm nhất định phải ngay thẳng. Chỉ cần có chút ý nghĩ riêng của tà ma, sẽ dễ dàng bị thiên lôi phản phệ, tự chịu thiên khiển, tán thân dưới lôi trận của bản thân. Cho nên, truyền thừa lôi trận cực kỳ hà khắc. Thế gian này, có thể có thế gia truyền thừa lôi văn chân chính, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc Họa trong lòng khiếp sợ, hắn nghĩ tới, lôi văn, mà mình đã để lại trên đạo bia gạt bỏ hết thảy, như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn cũng chú ý tới một tin tức khác trong lời nói của Tuân lão tiên sinh. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc Họa đôi mắt xoay chuyển, ý là, hay là có thế gia truyền thừa lôi văn. Tuân lão tiên sinh gật đầu có, nhưng phần lớn những thế gia này đều đã bị sét đánh, cho nên hoặc là bỏ qua truyền thừa, mưu cầu phát triển khác, hoặc là ẩn cư, không hỏi thế tục, tuân thủ nghiêm ngặt lòng mình. Duy nhất một cái, đem lôi văn truyền xuống nhiều đời, thế lực cũng không nhỏ, là Trịnh gia Trấn Châu. Trịnh gia, Mặc Họa cả kinh, gia tộc Trịnh Phương sao? Trịnh Phương, Mặc Họa còn nhớ rõ, trong đồng môn, có một đệ tử vẻ mặt ngay thẳng, có chút ngay thẳng, ngẫu nhiên ngơ ngác gọi Trịnh Huyền. Lần đầu tiên tuân lão tiên sinh bảo mình dạy thay, Trịnh Phương còn dùng trận pháp gia tộc bí truyền, khảo nghiệm, bản thân một chút, cũng để cho mình học trộm một bộ trận pháp. Chẳng lẽ trận pháp kia chính là lôi trận? Tuân lão tiên sinh tựa hồ đoán được tâm tư của Mặc Họa, khẽ lắc đầu, lôi trận không dễ truyền, cho dù là con cháu dòng chính Trịnh gia, cũng giống như thế. Trịnh Phương còn nhỏ, còn chưa có tư cách đi học truyền thừa lôi văn, hắn học, nhiều lắm chỉ là một ít biến thức thứ lôi trận cơ sở mà thôi. Không chỉ Trịnh Phương, toàn bộ châu giới cần học, bái vào trong hàng đệ tử Trịnh gia của các tông môn, cũng không có ai có tư cách học lôi trận. Mặc Họa có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến cũng đúng, lôi văn quan hệ trọng đại, Trịnh Phương dù có, ngu ngốc, cũng không thể nào lấy loại trận pháp này để thi, mình. Trừ phi hắn bị chính mình, đạo tâm chủng ma, mất đi thần trí. Lại nói đạo tâm chủng ma, chính mình cũng sẽ không. Châu giới cần học, không ai biết lôi trận sao, Mặc Họa lại tò mò hỏi. Có, Tuân lão tiên sinh nói. Mặc Họa giật mình. Trong châu giới cần học này, duy nhất có truyền thừa lôi trận. Tuân lão tiên sinh nhíu nhíu mày, hồi tưởng một lát, sau đó chậm rãi nói hẳn là. Trịnh Vạn Quân. Trịnh Vạn Quân. Mặc Họa có chút nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Tuân lão tiên sinh khẽ vuốt cằm, hắn là một trong tứ đại tông, một vị Càn Đạo Tông, Vũ Hóa trưởng lão. Càn Đạo Tông, Vũ Hóa trưởng lão. Mặc Họa sửng sốt, có chút tiếc nuối. Nếu là trưởng lão của các tông môn khác, tương lai nếu có duyên, mình còn có thể đi bái phỏng, kéo quan hệ tán gẫu, thuận tiện thỉnh giáo trận lý bát quái lôi trận. Lôi trận chính thống là truyền thừa nhiều đời của Trịnh gia, đoán chừng bản thân không học được. Nhưng nếu nói bóng nói gió, thỉnh giáo chút tri thức có liên quan tới lôi trận, chắc hắn vẫn có thể có thu hoạch. Mặc Họa rất muốn biết, bát quái lôi trận, đến tột cùng là dạng gì, cùng một bút mình từ trên thiên đạo đại trận lưu lại kia, lôi văn, ẩn chứa tinh hồng kiếp lôi, đến tột cùng có gì khác nhau. Nếu cả hai cùng một nguồn gốc, trận lý tương thông. Nói không chừng mình có thể loại suy, mượn trận lý bát quái lôi văn, một bước lên trời, trực tiếp học thiên kiếp lôi văn. Nhưng đáng tiếc, Càn Đạo Tông môn ngưỡng quá cao, trưởng lão bên trong đoán chừng cũng đều là mắt cao hơn đầu. Cho dù mình đi thỉnh giáo, xác suất lớn cũng là ăn bế môn canh. Thôi bỏ đi. Mặc Họa tạm thời đem lôi văn ném ra sau đầu, chuyển sang hỏi về thứ lôi văn bao gồm điện văn và tử văn, cùng với vấn đề truyền thư lệnh quan trọng nhất. Lão tiên sinh, trận pháp vận dụng trong truyền thư lệnh chính là trận pháp loại nguyên tử bao hàm thứ lôi văn sao? Tuân lão tiên sinh yên lặng nhìn Mặc Họa, cân nhắc một lát, chậm rãi gật đầu nói. Viễn cổ trận sư, tìm hiểu sấm sét trên 9 tầng trời, hiện hóa thành lôi văn. Nhưng lôi văn quá mạnh, tuân theo thiên uy, huy hoàng hiển hách, khó có thể sử dụng, cho nên liền yếu hóa, hóa giải, diễn toán ra thứ lôi văn yếu hơn. Thứ lôi văn, từ điện sinh từ sinh điện, cảm ứng lẫn nhau, tương xích,
trên bản chất cũng là một loại hình thức đặc thù của linh lực. Loại nguyên lý linh lực này, thông qua thứ lôi văn, cấu thành trận pháp. Loại trận pháp này, gọi là lôi từ trận. Nhưng thuyết pháp lôi từ này, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Bởi vì loại trận pháp này, chỉ là thứ sinh của thiên lôi, cũng không bao hàm lôi chân chính, cho nên trận sư sau đó, bình thường gọi nó là nguyên tử trận, linh tử trận, hoặc là điện tử trận. Tuần lão tiên sinh bỗng nhiên thở dài, có chút cảm khái. Đạo đình nhất thống, tu giới thái bình hơn 2 vạn năm, trận đạo cũng nhận được bước phát triển nhảy vọt. Nhưng loại trận học này phát triển, có chút phức tạp. Một bộ phận cổ trận pháp, tối nghĩa thâm thúy, đích đích xác xác là thất truyền. Nhưng cũng có một phần trận pháp trải qua các đời tu sĩ, khổ tâm nghiên cứu, thay đổi nhiều lần, cuối cùng thu được phát triển vượt xa tu sĩ thượng cổ. Tuần lão tiên sinh nhìn Mặc Họa, trận pháp cổ thất truyền, ta đã nói với ngươi. Mặc Họa lập tức gật đầu, là trận pháp hỗn độn lưỡng nghi. Tuần lão tiên sinh gật đầu, không sai, loại trận pháp này vô cùng đơn giản, vô cùng tối nghĩa, cho nên phần lớn đều thất truyền. Lôi văn chính thống quá nguy hiểm, cũng làm mất rất nhiều truyền thừa. Mà một loại khác, đạt được chân dài phát triển trận pháp, chính là lôi tử văn này. Tu sĩ hiện giờ ứng dụng lôi tử văn cao hơn của tu sĩ không chỉ một bậc, nói là cách biệt một trời một vực cũng không đủ. Giống như là truyền thư lệnh, trận pháp tầng dưới chót, chính là dựa vào thứ lôi văn, cũng lợi dụng lý của lôi tử, xây dựng ra nguyên tử trận. Nhưng loại này chỉ là trận pháp lôi tử cơ sở. Mà đệ tử của một số đại tông môn, thí dụ như thái hư lệnh của thái hư môn ta, là dựa vào một bộ lôi tử đại trận hiệu suất cao mà phức tạp, xây dựng mà thành, là tập hợp lôi văn đại thành. Tuần lão tiên sinh nói tới đây, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, không khỏi ngừng lại. Hai mắt Mặc Họa sáng lấp lánh, nghe được một nửa, nhìn không được nói. Lão tiên sinh, ngài nói tiếp đi. Thái hư lệnh, lôi tử đại trận. Hắn vừa nghe mở đầu, còn chưa nghe đến chỗ mấu chốt đâu. Tuần lão tiên sinh nhìn Mặc Họa, trong lòng hơi hồi hộp, giống như mình nói thêm gì nữa, liền tiết lộ cơ mật. Tuần lão tiên sinh thần sắc giật mình, có chút khó có thể tin. Hắn cảm thấy mình cũng không nói gì, làm sao lại tiết lộ cơ mật. Tiết lộ cho ai? Mặc Họa. Không đến mức đó chứ, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ. Lão tiên sinh, Mặc Họa nghi hoặc hỏi. Tuần lão tiên sinh phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng, chuyện thái hư lệnh, trước hết không nói nữa, nói ngươi cũng không hiểu, ta trước tiên nói với ngươi. Khụ, nói một chút chuyện truyền thư lệnh. Mặc Họa có chút chưa thỏa mãn. Nhưng tuần lão tiên sinh không nói, hắn cũng không có cách nào. Có thể biết được nguyên lý trận pháp trong truyền thư lệnh cũng được. Hắn không kén ăn. Vâng, mời ngài nói. Mặc Họa vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Tuần lão tiên sinh nói, truyền thư lệnh, từ góc độ luyện khí sư mà nói, là linh khí kết hợp trận pháp, luyện chế thành. Nhưng từ góc độ trận sư mà nói, thật ra là lấy linh khí làm trận môi, tạo dựng trận pháp. Truyền thư khiến bản chất nguyên lý của nó là cảm ứng lôi từ. Tuần lão tiên sinh nói xong, thấy cảm giác khẩn trương, tiết lộ thiên cơ, trong lòng dần dần nhạt đi, ông liền yên lòng, tiếp tục nói. Truyền thư lệnh hình dạng và cấu tạo đặc thù, nhìn bề ngoài, là ngọc giản lấy thần thức đọc văn. Nhưng bên trong nó có các loại trận pháp, nguyên tử, hoặc linh tử, trên thực tế là thông qua lôi từ trận pháp, trận văn cảm ứng, để tiến hành viễn trình đưa tin. Khoảng cách đưa tin có hạn chế, truyền thư lệnh phẩm cấp càng cao, khoảng cách đưa tin càng xa. Nhưng bình thường dù xa, cũng sẽ không vượt qua một đại châu. Tuần lão tiên sinh dù gì nói, Mặc Họa thì nghiêm túc lắng nghe. Sau một nén nhang, tuần lão tiên sinh nói xong, nâng chung trà lên, uống một ngụm. Mặc Họa ở trong đầu, suy nghĩ lại những điểm quan trọng mà tuần lão tiên sinh nói, vẫn có chút không hài lòng. Quan trọng nhất là tuần lão tiên sinh còn chưa nói đến trọng điểm. Mặc Họa tâm tư khẽ động, trừng mắt nhìn, liền nói. Lão tiên sinh, nếu ta muốn hủy, không, là muốn luyện chế một cái truyền thư lệnh một lần nữa, phải làm như thế nào? Tuần lão tiên sinh nhí mắt khẽ nhảy, hủy. Mặc Họa lắc đầu liên tục, sửa đúng, luyện chế. Tuần lão tiên sinh nghi ngờ nhìn Mặc Họa một cái, thấp giọng hỏi. Ngươi sẽ không, định làm chuyện xấu gì chứ? Mặc Họa vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ. Lão tiên sinh, ta là đệ tử Thái Hư Môn, là tu sĩ tuân luật pháp. Tuần lão tiên sinh nhìn chằm chằm vào Mặc Họa, phát hiện ánh mắt Mặc Họa trong suốt, thần sắc thanh chính, đích xác không giống như là đang làm chuyện xấu, lúc này mới yên lòng. Cũng đúng. Mặc Họa tuổi còn nhỏ, có thể có tâm tư xấu gì chứ? Cho dù có ý đồ xấu,
Một cái truyền thư lệnh mà thôi, có thể làm chuyện xấu gì? Còn nữa, truyền thư lệnh loại vật này, liên quan đến trận pháp, cực kỳ cao thâm, ứng dụng vô cùng phức tạp, cũng không phải mình nói, hắn liền thật có thể luyện chế ra. Tự mình nói một lần, hắn có thể học được. Nếu quả thật như vậy, dạy trận pháp ngược lại đơn giản. Tuân lão tiên sinh gật đầu, hào phóng nói, được, để ta nói với ngươi một chút. Mặc Họa mừng rỡ, tạ ơn Tuân lão tiên sinh. Tuân lão tiên sinh thấy Mặc Họa vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ thân thiết, trong lòng không khỏi thoải mái hơn không ít, liền khẽ cười nói. Truyền thư lệnh ứng dụng trận pháp, tương đối phức tạp. Bình thường vẽ trận pháp, mặc dù cũng chú ý dùng mực, dùng bút, chú ý trận môi phù hợp cùng trận pháp, nhưng kỳ thật yêu cầu cũng không tính nghiêm khắc. Nhưng truyền thư lệnh thì khác. Trận môi đặc thù, dùng mực yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa kết cấu trận pháp, nói chính xác hơn là cấu trúc trận xu, cùng trận pháp bình thường, đều có khác biệt rất lớn. Tuân lão tiên sinh giải thích từng cái cho Mặc Họa. Đầu tiên là trận môi. Truyền thư lệnh lấy ngọc chế lệnh bài, làm trận môi, loại ngọc liệu này tương đối hiếm có, hơn nữa phải có thể che đậy lôi điện cùng nguyên tử chi lực, ngăn cách thần thức nhìn trộm, tính phong bế tốt. Linh mực cũng khác với mực nước bình thường. Thứ dùng trong truyền thư lệnh là từ mực. Cái gọi là từ mực, tên như ý nghĩa, là linh mực ẩn chứa lực lượng lôi từ, là do một ít yêu huyết yêu thú hệ lôi điện, thêm một ít linh vật từ tính, điều phối mà đến. Linh mực bình thường, vẽ thành cái gì chính là cái đó, nhưng từ mực khác biệt. Nam từ cũng không cố định, sẽ căn cứ lôi từ cảm ứng, trận văn biến hóa, mà hình thành văn tự khác nhau. Ngoài ra khung trận, càng phức tạp hơn một chút. Trận pháp lôi từ, kết cấu trận xu bao hàm hai bộ phận, một bộ phận là trận thức lôi từ cố định, là dàn khung cơ sở, dùng để cảm ứng từ lực. Một bộ phận khác, là có thể biến trận văn. Những trận văn này có thể biến hóa, thông qua từ mực, hiện hóa thành văn tự trong truyền thư lệnh. Nói tóm lại, trận pháp nguyên tử trong truyền thư lệnh, là lấy trận thức lôi từ cố định bất biến, mượn lý lẽ lôi từ cảm ứng, dẫn phát biến hóa của trận văn, từ đó thay đổi thời gian thực, hiện hóa các loại văn tự, để đạt tới hiệu quả đưa tin. Câu nói phức tạp này, Tuân lão tiên sinh nói một hơi xong, lặng lẽ nhìn Mặc Họa, phát hiện ánh mắt Mặc Họa sáng ngời, vẻ mặt hiểu ra, không khỏi ngẩn ra. Ngươi, nghe hiểu. Mặc Họa khẽ gật đầu, khiêm tốn nói. Hiểu một chút. Tuân lão tiên sinh có chút thất thần. Đây chính là lôi từ trận. Đứa nhỏ này, sao có thể học nhanh như vậy? Loại trận lý lạ lẫm phức tạp này, lúc trước mình cũng học nửa năm, trong lòng mới có nhận thức đại khái. Chẳng lẽ thật sự là thần thức quá mạnh mẽ, căn cơ quá vững chắc, ngộ tính quá cao? Cho nên một thông trăm thông, một điểm liền thấu. Tuân lão tiên sinh không nhịn được nói thầm trong lòng. Mặc Họa thì hỏi, lão tiên sinh, ngài nơi này có lôi từ trận sao? Ta muốn nhìn một chút. Tuân lão tiên sinh gật đầu. Lôi từ trận, trong tay hắn tự nhiên là có. Tuân lão tiên sinh theo thói quen đưa tay vào túi trữ vật, trận pháp đã đào được một nửa, chợt nhớ tới cái gì, lại ho nhẹ một cái, đem trận pháp trả về. Ta quên mất, trận pháp lôi từ, không thể dạy. Ngươi muốn học, phải tự mình đi kiếm công huân, tự mình đi đổi. À, Mặc Họa có chút thất vọng. Chỉ thiếu một chút. Tuân lão tiên sinh suýt chút nữa đã móc trận đồ ra. Bất quá hắn lại có chút nghi hoặc, lão tiên sinh, lôi từ trận pháp, tông môn không dạy sao. Tuân lão tiên sinh lắc đầu, loại trận pháp cơ mật này, bình thường ngoại môn không dạy, cho dù đến nội môn, đệ tử học cũng không nhiều. Hơn nữa, rất khó học. Khó học. Mặc Họa nghi hoặc nói, thần thức yêu cầu rất cao sao? Không phải vấn đề cao. Tuân lão tiên sinh nói, vẫn là câu nói đó, quá phức tạp. Mặc Họa không hiểu lắm. Tuân lão tiên sinh nói, trận pháp này, bởi vì liên quan đến rất nhiều thứ lôi văn, đây là trận văn biến thức, cường độ thần thức cần thiết để học tập, tự nhiên sẽ cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ cao hơn trận pháp bình thường một chút. Phức tạp nhất là, loại trận pháp lôi từ này, không phải một người học, liền hữu dụng. Loại trận pháp này, là cần xây dựng hệ thống. Tựa như phục trận cùng đại trận, phải nhiều tu sĩ, cùng nhau tạo dựng trận pháp, liên hệ hô ứng lẫn nhau. Nó không yêu cầu chỉ có nhất trận sư, thần thức thâm hậu bao nhiêu, nhưng yêu cầu nhiều, thậm chí một đám trận sư, mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm việc ăn ý, phối hợp với nhau, cùng nhau tính toán, ngưng tụ thành lực tính toán thần thức khổng lồ, mới có thể xây dựng một bộ hệ thống trận pháp lôi từ đưa tin. Hết tập 37.